quý tính mạng, đâu thể nuôi dưỡng bọn vô dụng ăn bám được. Nhưng bây giờ, đến ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai, xem ra loại độc này rất khó giải quyết, không phải là loại độc vật tầm thường. Mình hiện giờ chỉ có thể đến đâu hay đến đó thôi, cho dù không cứu được thì cũng không có ảnh hưởng đến chiêu bài của mình. Dù sao cũng không có thần y nào mà bách bệnh đều trị được, cho dù mình có không chữa được thì vị trí của mình trong môn nội có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Trong lúc Hàn Lập cẩn thận xem xét đối sách, mã vinh cơ hồ là toàn tâm một mạch dẫn hàn lập đi hướng thẳng đến chỗ lý trưởng lão nhìn hắn vội vàng như vậy hàn lập cũng biết tình thầy trò giữa bọn họ thật không tệ hàn lập trong lòng có chút buồn bã bởi hắn và mạc đại phu tuy danh nghĩa là sư phụ đệ tử nhưng quan hệ thực chất lại là đối đầu sinh tử hắn có chút hâm mộ quan hệ hòa thuận của mã vinh và lý trưởng lão tại sâu trong lòng hắn kỳ thật hắn đối với mạc đại phu vẫn còn chút kinh ý dù sao một thân y thuật cao minh cùng trường xuân công của hắn đều là do mặc đại phu truyền dạy. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, thiên định bọn hắn hai người chỉ có thể một người sống sót mà thôi, để cho bọn họ liều mạng với nhau, cuối cùng là mặc đại phu chết ngoài ý muốn trong tay mình. Hàn lập tức cảnh sinh tình, oán thán mãi không thôi. Đến khi Mã Vinh dẫn hắn tới chỗ lý trưởng lão hắn mới thanh tỉnh lại. chương 69, Lệ Phi Vũ giữ thiếu nữ, chỗ ở của lý trưởng lão cũng không xa hoa, không gian không lớn lắm, chỉ giống như một tòa nhà của những người bình thường, bao quanh mấy gian xương phòng là tường đất cao nửa thước, tạo thành một tiểu viện đơn giản. Dãy tường phía trước mở ra một lối vào hình bán nguyệt, nhìn qua khung của gỗ, có thể nhìn thấy bên trong nội viện hiện giờ có rất nhiều người đến thăm hỏi. Vào bên trong nội viện, Hàn Lập mới phát hiện ra, kỳ thật số lượng người thực tế nhiều hơn hẳn so với lúc trước hắn nhìn vào. Bọn họ túm năm tụm ba từng nhóm một, nhỏ giọng đàm luận về thương thế của Lý Trưởng Lão. Hàn Lập sớm nghe nói, biết rằng lý trưởng lão là một trong số ít người tốt trong tầng lớp cao tầng của thất huyền môn bất luận là đối với đệ tử cấp thấp hay với đồng môn đều rất ít khi xảy ra xung đột trong môn nội cũng không tham gia tranh quyền đoạt thế một vị lão nhân tốt như vậy tự nhiên là sẽ được cả thất huyền môn từ trên xuống dưới khen ngợi rồi cũng nhờ đó mà mối quan hệ của lão với mọi người rất tốt bây giờ lý trưởng lão gặp chuyện không may do vậy nhưng người có quan hệ với lão đều tự mình đến hoặc phái người đến hỏi thăm cho nên mới tạo ra cảnh tượng như vậy Hàn lập vừa tiến đến đã bị những người bên trong nội viện nhận ra, nhất thời những người có thân phận thấp như hộ pháp lập tức chạy tới vây quanh Hàn lập, tranh nhau hướng về phía hắn chào hỏi. Hàn thần y hảo a, à, Hàn đại phu tới rồi a. À, một loạt âm thanh nổi lên, không ngừng tràn vào trong đầu hắn, ngay cả việc nghe rõ những lời này xem ra cũng khó. Nhìn những khuôn mặt nhiệt tình, Hàn lập nét mặt đồng dạng cũng dạng dỡ lên, hắn mỉm cười đáp lễ với mọi người, tỏ vẻ cực kỳ lễ phép. Nhưng trong đáy lòng hừ lạnh trước những lời chào hỏi giả dối này. Những kẻ có thân phận cao hơn, như là phó đường chủ hay cung phụng, cũng có chút tự bảo trì thân phận, chỉ hướng về Hàn Lập gật đầu, tỏ ý chào một chút, chứ không có tới gần hắn. Cử động này của họ đã làm cho Hàn Lập sinh vài phần hảo cảm, cuối cùng cũng không cần chào hỏi mấy vị đại gia nữa. Mã Vinh vì thân phận quá thấp, không dám nói chen, chỉ có thể ở một bên nhìn Hàn Lập và những người khác chào hỏi nhau, hắn trên mặt lo lắng vạn phần, hai tay nắm chặt Cuối cùng hắn cũng đợi được Hàn Lập và những người kia chào hỏi nhau xong, ngay lập tức liền phóng lên trước, nắm lấy tay Hàn Lập kéo đi. Cử chỉ lỗ mãng này làm không ít người bất mãn vì đây là cơ hội làm thân với Hàn Thần y của họ. Hàn Lập mặt ngoài tựa hồ có chút cười khổ, nhưng trong nội tâm lại rất cao hứng, cuối cùng không cần phải đắc tội ai mà cũng có thể thoát ra được. Cứ như vậy, Hàn Lập bị Mã Vinh trực tiếp kéo thẳng vào phòng khách. Người ở bên trong không nhiều lắm, trừ mấy vị thân nhân trong gia đình ra còn có hai vị trưởng lão và mã phó môn chủ cũng ở đây. Nhưng để cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên chính là lệ phi vũ cũng có mặt tại nơi này. Việc này làm cho Hàn Lập giật mình một chút, theo hắn biết, lệ phi vũ và lý trưởng lão không có quan hệ gì, tại sao hắn lại có mặt ở nơi này cơ chứ? Vào lúc nghi vấn dâng cao, Hàn Lập chợt nhìn thấy lệ phi vũ đứng cạnh một thiếu nữ, trên mặt vẫn còn ngấn lệ, chính là đang không ngừng an ủi nàng ta. Bộ dáng ân cần này, cùng bộ dáng của hắn trước các huynh đệ trước đây thật sự là khác nhau quá xa, là bộ mặt của kẻ bị vướng vào lưới tình. Nhìn bộ dáng lệ phi vũ mắc trong lưới tình, hàn lập chợp hiểu ra, trong lòng không khỏi có chút giật mình và buồn cười. Hắn vội vàng quan sát cẩn thận bộ dáng của thiếu nữ này, muốn xem xem thiếu nữ này rốt cuộc có nhan sắc thiên kiều bá mị như thế nào mà có thể bắt sống, tóm gọn lệ phi vũ vốn là một kẻ liều mạng, vô thiên vô pháp. Thiếu nữ này ước chừng 10 năm, 16 tuổi, trên đầu cài một chiếc bích ngọc trâm trên người mặc một bộ y phục xanh biếc phối hợp cùng với thân hình của nàng trông vô cùng vừa mắt, mái tóc đen tuyền được túm lên cao, làm cho bộ mặt trở nên đáng yêu, tinh nghịch. Nhưng vào lúc này, hai mắt nàng ta sương mộng lên, làm người thoạt nhìn đều thấy thương cảm, làm cho người ta có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng để an ủi. Hắc hắc, thật đúng là một tiểu mỹ nhân tiền thật giá thật, hàn lập trong lòng thở dài một cái, hiểu được lệ phi vũ rơi vào lưới tình của thiếu nữ này cũng không phải là chuyện lạ, nhưng hắn cũng có một chút hâm mộ và đố kỵ cũng không biết đến khi nào mình mới có hồng nhan chi kỷ đây. có lẽ thấy hàn lập chú ý tới thiếu nữ, mã vinh liền bước lên phía trước giới thiệu mọi người trong phòng cho hàn lập nhận thức một lượt. mã phó môn chủ và một vị trưởng lão bạch diện hàn lập đã từng có gặp qua, tự nhiên không cần nói, hắn liền chủ động tiến tới thi lễ. mã phó môn chủ, tiến trưởng lão mạnh khỏe, a à, a, à, hàn tiểu đại phu tới rồi a. À. mã phó môn chủ hiển nhiên tỏ vẻ thân thiết, không tỏ vẻ phó môn chủ gì cả trước mặt hàn lập. Hàn Đại Phu thì Hàn Đại Phu đi cho rồi, còn thêm chữ tiểu vào làm gì? Hàn Lập trong lòng âm thầm chửi rủa đối phương một câu. Tiền trưởng lão chỉ lạnh lùng gật đầu, thái độ trái ngược với mã phó môn chủ. Nhưng Hàn Lập cũng không có để trong lòng, hắn biết đối phương luyện một môn đặc thù nội công, phải tuyệt tình đoạn dục, đối với ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm. Một vị trưởng lão có khuôn mặt hồng hào còn lại, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng vừa nhìn bàn tay to lớn, mười ngón tay căng phồng, đã biết ngay người này luyện một loại võ công đặc thù. Vị này là triệu trưởng lão, là bạn trí giao của gia sư. Trước đây có nhiệm vụ đốc thúc tụ bảo đường, hai ngày trước mới trở về núi. Mã Vinh ở bên cạnh giới thiệu, triệu trưởng lão không lạnh, không nóng, chỉ ân một tiếng rồi khoanh tay không nói gì nữa. Nhưng trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi, hiển nhiên đối với vị hàn thần y tuổi còn rất trẻ này, đối với y thuật của hắn có chút không tin tưởng. Nếu vị triệu trưởng lão này không xem trọng mình, Hàn Lập cũng không muốn chủ động kiếm chuyện làm quà, hắn cũng chỉ dùng khẩu khí bình thản mà hỏi thăm một chút rồi cũng muốn bỏ qua. chương 70, Thiêu Bát, Mã Phó Môn Chủ tựa Hồ cảm giác được giữa hai người có cái gì đó không ổn, hắn chẳng những không lo lắng mà ngược lại, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc vui mừng. Hàn Tiểu Đại Phu tuổi tuy còn nhỏ nhưng y thuật tuyệt đối có thể xứng với danh gọi xuất thần nhập hóa, tin rằng lý trưởng lão nhất định cải từ hồi sinh. Hắn đột nhiên mở lời xưng tán y thuật của Hàn Lập. Phải không, tuổi nhỏ như vậy, Thật sự y thuật cao minh, ta cũng không dám quá tin tưởng, lẽ nào so với y thuật của Mạc Đại Phu còn cao hơn. Vị trưởng lão này xem trừng tính tình bộc trực, bị đối phương khiêu khích liền nổi nóng, ngay trước mặt Hàn Lập nói thẳng ra những lời không tín nhiệm hắn. Những lời này vừa nói ra làm cho thân nhân của lý trưởng lão ở một bên không biết phải làm thế nào cho phải. Tán đồng đương nhiên là không thể vì vẫn phải trông vào vị tiểu thần y này cứu mạng cho lý trưởng lão. Mà mở miệng bài xích thì cũng không được dù sao đó cũng là bằng hữu trí cốt của Lý trưởng lão, vẫn có thân phận trưởng bối của lượng lớn người ở đây. A à, a, Triệu trưởng lão cũng không rõ rồi, Hàn tiểu đại phu chính là đệ tử đắc ý của Mạc đại phu, nói về y thuật có thể gọi là thanh suất vu lam, đã vượt qua sư phụ rồi. Mã phó môn chủ mừng thầm, lại tiếp tục châm chọc đối phương. Mới mười mấy tuổi tiểu oa đầu, cho dù có học y thuật từ trong bụng mẹ thì y thuật có thể cao đến đâu. Ta không có tin tưởng, trừ khi trực tiếp chứng kiến. Triệu trưởng lão lắc đầu, Đến lúc này lão vẫn chưa ý thức ra được đã trúng ngưu đối phương, đi đắc tội với người không nên đắc tội. Xem ra lão cũng chỉ là loại người lỗ máng, chỉ là không biết lão làm như thế nào mà vẫn giữ được chức trưởng lão mà không có bị vùi dập. Hàn Lập đứng ở một bên trừng mắt, y thuật của ta thế nào cũng cần người phải kiểm chứng sao? Hắn biết đây rõ ràng là chủ ý của Mã phó môn chủ cố ý dẫn dụ đối phương, nhưng chính là hắn vẫn bực mình. Rất hiển nhiên, vị Triệu trưởng lão và Mã phó môn chủ không phải là cùng hệ phái hình như giữa họ còn có ý đối địch. Hỗn viên thủ của triệu trưởng lão chắc là đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng. Mã phó môn chủ nhìn thấy sự biến hóa trên nét mặt hàn lập, trong lòng càng vui vẻ, đột nhiên chuyển khẩu khí, nói ra một câu không đầu không đũa, mạc danh kỳ diệu. Hừ, đâu có bằng huyền âm chỉ của mã phó môn chủ đã luyện tới tinh thuần. Triệu trưởng lão hình như cũng chẳng coi thân phận phó môn chủ của đối phương ra gì, không chút khách khí phản kích luôn một câu. Ha ha, triệu trưởng lão quá khen, mã phó môn chủ hiển nhiên là loại người tiếu lý tàng đao, đối với châm chọc của triệu trưởng lão không chút để ý, thản nhiên cười cười thừa nhận ý tứ của đối phương. Triệu trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống thế này, hắn biết tình huống này là không thể tránh được, nhưng cũng không muốn cùng dây dưa với loại đối thủ dày mặt này, nên cũng không mở miệng nữa, chỉ suy nghĩ tại sao đối phương đột nhiên lại nói những lời này tại đây, trong thời điểm này. Lão cảm thấy đầu óc có chút trương lên, phải biết rằng Mã Phó môn chủ và lão tuy không cùng một hệ phái nhưng trước mặt tiểu bối mà chủ động lộ ra mâu thuẫn của thượng tầng, xem ra bên trong nhất định có quỷ kế gì đây. Hàn Lập nghe được hai người châm biếm nhau, thần sắc không thay đổi, vẫn làm bộ không hiểu. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ, Mã Phó môn chủ chính là đang chia rẽ quan hệ giữa mình và những người khác trong tầng lớp cao tầng của Thất Huyền môn. Mã Phó môn chủ từ lần đầu tiếp xúc với Hàn Lập đã không ngừng lôi kéo muốn vị thần y này gia nhập hệ phái của hắn, mở rộng ảnh hưởng của mình. Nhưng Hàn Lập căn bản là không có nghĩ tới tham dự tranh quyền đoạt lợi trong thất huyền môn. Không phải hắn cố ý thanh cao, kiêu ngạo mà là từ khi tiếp xúc cao nhân như Mạc Đại Phu, Dư Tử Đồng Song, đặc biệt sau khi học xong hai loại pháp thuật, tầm mắt của hắn bất chi bất giác đã cao lên rất nhiều, đối với những tranh giành quyền lợi trong môn phái nhỏ như thất huyền môn hắn căn bản không để tâm tới. Cho dù thân làm nam nhi, một ngày không thể không có quyền thế thì hắn cũng không muốn bị loại người như mã phó môn chủ sai khiến. Thực lực của Hàn Lập bây giờ tuy không kém đối phương nhưng hắn cũng chưa muốn đắc tội. Vì thế hắn vẫn hoãn bình trước mã phó môn chủ, tuy rằng không có đáp ứng yêu cầu của đối phương nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt, chỉ là không có đưa ra một lời chấp nhận chính thức. Cứ như vậy đến lượt mã phó môn chủ phải đau đầu. Vì Hàn Lập không trả lời hắn một cách thuyết phục, mà với y thuật của Hàn Lập lại không thể thiếu trong thất huyền môn, do đó hắn không dám cường hoành áp bức, cho nên việc gia nhập vào hệ phái bị trì hoãn cho tới nay, vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào. Nhưng Mã phó môn chủ vì đề phòng Hàn Lập tham gia vào các hệ phái khác, cho nên cứ có cơ hội là hắn lại tận lực phá hoại mối quan hệ của Hàn Lập với những người khác trong tầng lớp thượng tầng. Thủ pháp ngây thơ đó có hiệu quả hay không thì Hàn Lập không biết, nhưng cho đến giờ vẫn không có hệ phái nào khác đến làm phiền hắn, loại thu hoạch ngoài ý muốn này làm Hàn Lập vui mừng không ít. Hiện tại, Mã phó môn chủ cũng đồng dạng làm loại việc này. Mong muốn Hàn Lập sẽ lưu lại ấn tượng không tốt về vị Triệu trưởng lão này. Mã Vinh thấy tình hình ám đấu chi tranh không ổn này, trong lòng hoảng hốt, vội vàng tiếp tục giới thiệu. "Đây là sư nương Lý thị." Hắn chỉ tay vào một thiếu phụ tầm tuổi trung niên nói. "Đây là, đây là thiếu nữ kia vì tuổi nhỏ nhất nên được giới thiệu cuối cùng, tên là Trương tụ nhi, là cháu ngoại của Lý trưởng lão." Việc này có chút ngoài ý liệu của Hàn Lập, khi giới thiệu đến Lệ phi vũ, hắn cố ý làm bộ như không biết Hàn Lập lộ ra vẻ ta đây vốn lãnh khốc bộ dáng làm cho mã vinh đang chủ động giới thiệu có chút xấu hổ vội vàng nhỏ giọng giải thích với hàn lập lệ hộ pháp vốn vậy bình thường tính tình đã thế hắn không phải vì nhắm vào hàn đại phu xin hàn thần y không nên để tâm hàn lập mỉm cười biết lệ phi vũ không muốn trước mặt nhiều người thế này mà bại lộ mối quan hệ của hai người không có gì ta cũng không vì một kẻ tầm thường như vậy mà để tâm trước hết đi xem tình hình của lý trưởng lão trước đã hàn lập cố ý nói móc lệ phi vũ một câu mã vinh vừa nghe xong cũng yên tâm vội vàng dẫn mọi người đi vào phòng bệnh lệ phi vũ nghe xong khóe miệng nhếch lên tựa hồ không có chuyện gì nhưng thừa dịp mọi người xoay người đi liền lập tức làm mặt quỷ trêu hàn lập ngay sau đó liền khôi phục nguyên dạng giống như là chưa có chuyện gì xảy ra hàn lập cố nén phì cười trong lòng không để ý tới đối phương nữa mà theo sát bước chân của lý thị đi tới giường của lý trưởng lão vừa thấy khuôn mặt của người nằm trên giường Kẻ bạo gan như Hàn Lập cũng vội hít một ngụm lương khí, đến lúc này hắn mới hiểu tại sao những tên đại phu khác không dám kê đơn thuốc. Nguyên bản lúc đầu vốn từ mi mục thiên lý trưởng lão, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng từ mặt lên tới đỉnh đầu, từ hai tay xuống tới hai chân đều xuất hiện độc ban. Những vết độc ban lớn nhỏ này có đủ loại màu sắc, làm cho người khác vừa nhìn đã thấy sợ. Mà làm cho Hàn Lập cảm giác khó khăn hơn chính là, mỗi khi thở ra, trên mặt người bệnh đều bị bao phủ bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt. Rõ ràng đây là triệu chứng của người chúng độc nặng, muốn cứu cái mạng nhỏ của hắn, xem ra đã khó nay còn khó hơn. chương 71, Thanh Linh Tán. Hàn lập nhân mặt nhíu mày, không nói lời nào. Hắn vừa mới bắt mạch, xem qua lưỡi và đồng tử, cũng sơ bộ phán đoán được loại độc này và loại độc triền hương ti lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau, đều là hỗn hợp độc dược. Muốn khu trừ từng loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn, Hàn Lập vẫn chưa có bản sự đó, hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi nghĩ tới đây, Hàn Lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia, không dám giải độc mà bỏ nan đề này lại cho hắn. Tuy vậy, bề ngoài, khuôn mặt hắn vẫn lộ ra dáng vẻ trầm tư nghiên cứu. Một lát sau, Triệu trưởng lão không nhịn được mở lời nói: "Tiểu oa tử ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không cứu được Lý trưởng lão? Nói xem nào, Triệu trưởng lão, người cũng nóng nảy quá rồi, không thấy Hàn tiểu đại phu đang nghĩ biện pháp sao?" Kiên nhẫn chút đi, Hàn Lập chưa trả lời. Mã phó môn chủ đứng một bên đã làm vẻ người tốt, nhạo báng luôn triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão trợn trừng mắt, đang định há mồm ra nói cái gì, nhưng Hàn Lập không có đợi lão kịp mở miệng, đã kho khan nhẹ một tiếng, cắt đứt ý đồ phản kích của lão. Hắn vừa ho khan một tiếng đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn, lúc này Hàn Lập mới nghĩ ra, tuổi mình mới chỉ hơn 10 tuổi đầu, nhưng lại học bộ dáng lão nhân ho khan, hình như có chút buồn cười a. À. Bất quá, mục đích đạt được rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tới việc phải nghe tranh chấp giữa hai bên. Loại độc này là loại độc hỗn hợp, giải độc nó hết sức phiền toái, ta không dám cam đoan chắc chắn 10 phần có thể giải được loại độc này, nhưng cũng có thể thử một lần. Trong quá trình giải độc có chút nguy hiểm, có thể nguy cấp tới tính mạng của Lý Trưởng Lão, chẳng biết mấy vị ở đây có muốn ta động thủ. Hàn Lập ra vẻ khó khăn, nói ra mấy câu. Đối với Hàn Lập mà nói, không phải đi giải độc thì tốt hơn bởi vì hắn không thực sự nắm chắc. Những lời này của Hàn Lập, làm cho mọi người phải nhìn nhau ai cũng không dám để hàn lập động thủ giải độc nhưng ngoại trừ hàn lập ra những tên đại phu khác tựa hồ càng không được một lúc lâu sau vị lý thị phu nhân của lý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói chẳng biết hàn đại phu đối với cứu trị gia phu ta có mấy phần nắm chắc năm thành hàn lập không chút do dự nói vậy được rồi hàn thần y cứ việc ra tay cứu người nếu phu quân ta xảy ra bất chắc ta tuyệt không oán hận hàn đại phu có lẽ đó là thiên ý Lý thị lộ ra thần sắc dứt khoát, "Hà quyết tâm. Điều này nằm ngoài ý liệu của Hàn Lập, đệ muội, người sao không suy nghĩ kỹ? Tên tiểu tử này tuổi còn nhỏ a, à, ta xem không đáng tin cậy." Triệu trưởng lão có chút nóng nảy, vội vàng khuyên can Lý thị đang nhất thời xúc động. "Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không để Hàn đại phu giải độc, phu quân ta sợ rằng không sống nổi qua đêm nay, đổi lại, không bằng mạo hiểm một lần, còn có nửa phần hy vọng có thể cứu được." Lý thị có chút thương cảm, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Vậy triệu trưởng lão á khẩu không nói được gì hàn lập nhìn mấy người còn lại hình như cũng không có phản đối quyết định của lý thị liền nhanh chóng lấy từ trong túi thuốc đem theo một cái bình nhỏ màu xanh từ bên trong lấy ra một viên dược hoàn màu đỏ ai đó lấy cho ta một cốc nước ấm hòa viên dược hoàn này vào trong rồi cho lý trưởng lão uống vào để ta hàn lập còn chưa dứt lời một thanh âm thanh thúy rõ ràng truyền tới trương tụ nhi mắt sưng đỏ vốn đang đứng ở gần đó bỗng lên tiếng liền sau đó đi ra khỏi phòng Lệ Phi Vũ bỗng ngẩn người ra một lúc, sau đó liền theo ra ngoài. Hàn Lập thấy vậy trong lòng không nhịn được sỉ và Lệ Phi Vũ một phen. Chỉ một lát sau, Trương Tụ Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ đi vào, hai tay trống trơn, mà Lệ Phi Vũ đang cẩn thận bê một cốc nước, đi sát theo sau. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tốt này, đều không nhịn được vui vẻ lên chút, trong ánh mắt lộ ra vẻ cười cười, điều này làm cho Trương Tụ Nhi mặt đỏ ửng, tay chân thất thố, lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê phòng bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không ít làm cho tâm tình mọi người cũng giảm bớt nhẹ nhàng đi rất nhiều lệ phi vũ ngoan ngoãn cầm chén bưng đến cho lý thị hàn đại phu người xem chén nước đã được đun sôi này có dùng được không lý thị chuyển ánh mắt sáng hỏi ý kiến hàn lập có thể được hàn lập sớm đã nhìn qua cốc nước gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc hắn bỏ viên dược hoàn kia vào trong nước cả chén nước trong chớp mắt bỗng hóa thành màu hồng cho lý trưởng lão uống hết là được nữ nhân các người vốn tinh tế cẩn thận người tới làm việc này đi hàn lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương lý thị vội vàng đáp ứng không có từ chối đối với nàng mà nói mỗi câu nói của hàn lập đều liên quan đến tính mạng của phu quân như thế nào mà không nghe cho được đây rốt cuộc là thuốc gì lý thị nhìn vào chén thuốc sau đó cẩn thận đem chén thuốc màu đỏ này bón vào miệng lý trưởng lão triệu trưởng lão có chút không nhẫn lại được liền hỏi ngay vấn đề mà mọi người trong phòng đều muốn biết là một loại thuốc giải độc ta tự chế, hy vọng sẽ có chút hiệu quả." Hàn Lập lãnh đạm trả lời, hắn không muốn mọi người biết đến Thanh Linh tán, ai biết loại thánh dược giải độc này có đem lại phiền toái cho hắn hay không, dù sao cẩn thận vẫn tốt. Một lúc lâu sau khi cho Lý trưởng lão uống thuốc, nét mặt già nua đầy hắc khí của Lý trưởng lão bắt đầu trở lên nhạt dần, độc ban trên người cung từ từ chuyển biến, bắt đầu thu nhỏ lại. Loại biến hóa có thể quan sát này cho dù là kẻ chẳng hiểu biết gì cũng biết được độc trên thân lý trưởng lão đang được khu trừ dần dần. Sự tình đang theo chiều hướng tốt mà phát triển, chứng kiến hết thầy sự tình, mọi người trong phòng không nhịn được đã bắt đầu vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn hàn lập đã không còn như lúc đầu. Chỉ có triệu trưởng lão mặt mũi vẫn như cũ, dùng cái mũi hử nhẹ một tiếng, bất quá, thần sắc lão cũng hỏa hoãn đi không ít. Thấy mình còn chưa thi triển thủ pháp giải độc mà độc tố bắt đầu biến mất, hàn lập cũng có chút giật mình. Thanh linh tán lại có hiệu quả như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ loại độc này cũng không có cái gì quá lợi hại. trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy. mắt thấy sự tình đang phát triển theo chiều hướng có lợi, Hàn Lập đã có chút buồn bực. nguyên nhân căn bản có hai nguyên nhân. thứ nhất là vừa rồi khi giải độc hắn có nói qua, quá trình giải độc có chút nguy hiểm. nhưng nếu độc tính cứ thế này mà dễ dàng bị khu trừ, chẳng phải chính hắn đã nói dối sao? làm cho người khác nghĩ rằng hắn cố ý giấu diếm, không muốn giải độc. thứ hai. Thanh linh tán đối với độc của kẻ khác thì lại có tác dụng như vậy, tại sao lại không có tác dụng với loại độc trên cơ thể mình cơ chứ? Loại độc tiềm tàng trong cơ thể này đã làm cho Hàn Lập vẫn luôn lo lắng cho tới nay. chương 72, bạt độc, Hàn Lập âm thầm ấm ức, nhưng vì để bảo trì hình tượng thần y của mình, hắn phải làm ra vẻ mọi việc đều nằm trong dự liệu, bộ dạng mỉm cười, không nói. Ánh mắt Hàn Lập chấn tính, đã lừa phỉnh mọi người nơi đây tưởng rằng công hiệu của Dược Hoàn là đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn càng khâm phục hơn mã phó môn chủ cười rất khoan khoái mà trên nét mặt còn vương một tia đắc ý tựa hồ hàn lập như đã là người của phe hắn có lẽ hắn cho rằng hiện giờ hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được hàn lập nên mới sảng khoái mà cười như vậy nhưng không bao lâu tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa bất hảo trương tụ nhi kêu lên một tiếng di phụ trên mặt hắc khí hình như lại nổi lên lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi mấy người không bình tĩnh vội vàng tiến tới xem trong đó có cả vị triệu trưởng lão. Hàn Lập nghe xong, trong lòng có chút sừng sốt, nhưng cũng không có chen vào trong ngay vẫn mà đứng ngoài. Nhưng Lý Thị cũng là người có tâm cơ, có tầm nhìn, nàng vội vàng ngăn hai tên tiểu bối lại, để cho bọn họ xuống giường lấy chỗ trống cho Hàn Thần Y tới chuẩn đoán. Hàn Lập thấy phía trước có khoảng trống, mới từ từ đi tới, cẩn thận mà quan sát. Ước chừng sau nửa tuần hương, Hàn Lập cuối cùng khẳng định, đó không phải là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, cho nên trên mặt mới còn sót lại vài tia hắc khí như vậy thôi. Hàn Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt về phía Trương Tụ Nhi, hiểu rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá. Ánh mắt Hàn Lập có chứa ít trách móc thần sắc nhưng không bị mọi người phát giác, chỉ có Lê Phi Vũ vốn luôn ở cạnh Trương Tụ Nhi nhìn thấy mà thôi, hắn chừng mắt nhìn Hàn Lập một cái, hiển nhiên là vì Hàn Lập dám mạo phạm nữ thần trong lòng hắn. Hàn Lập á khẩu luôn, xem ra Lệ Phi Vũ sau khi rơi vào võng tình, đã biến thành trọng sắc khinh bạn mất rồi Hắn không muốn cùng tên bị nữ sắc làm cho hôn ám đầu óc kia dây dưa Mà phục hồi tinh thần lại Tiếp tục suy nghĩ về tình trạng của lý trưởng lão Lý trưởng lão ngoại trừ hắc khí không có tan hết trên mặt Độc ban trên người cũng không có tiêu thất đi Mà lúc này nhỏ như hạt đậu Xem ra thân thể không có tỉnh lại là do dư độc vẫn còn tồn lại trên người Xem đến đây, Hàn Lập biết rằng Thủ pháp giải độc mà mình đã chuẩn bị trước Xem ra phải đem ra dùng rồi cũng không cần phải giàu dĩ vì những chuyện mình đã suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dự liệu của mình. Đi tìm một chậu nước tới đây, nhớ đổ đầy nước vào trong đó. Hàn Lập không khách khí lên giọng sai bảo, lần này không có phiền đến Trương Tụ Nhi làm, Mã Vinh ứng thanh một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hàn Lập quay đầu lại, trịnh trọng nói với tiến trưởng lão và Mã Phó Môn Chủ. Sau đây cần hai vị giúp một tay, dùng nội lực đem độc dược còn nằm lại trong người lý trưởng lão bước ra ngoài qua mấy huyệt đạo, sau đó ta sẽ dùng kim châm phóng huyệt để giải độc đem huyết độc giải khai không biết hai vị có làm được không mã phó môn chủ ánh mắt lóe lên không ngừng nhưng vẫn đáp ứng tiễn trưởng lão thì chỉ lạnh lùng gật đầu đáp ứng một cách dứt khoát tại sao phải tìm bọn họ hai người chẳng lẽ ta không làm được sao triệu trưởng lão có ý không vui cảm giác hàn lập xem nhẹ hắn hàn lập âm thầm thở dài xem ra cần phải giải thích rõ ràng cho lão ra hỏa cố chấp này mới được triệu trưởng lão luyện huấn viên trưởng vốn là ngoại công bàn về nội lực tinh thuần ta nghĩ bọn hai người mã phó môn chủ thích hợp hơn hàn lập không gắt gỏng hay tức giận nhẹ nhàng nói này đối phương bị hàn lập nói cho lời này liền không còn nói được gì nữa hàn lập không có để ý tới lão hồ đồ cao ngạo này nữa quay ra nhìn những người khác trong phòng ra lệnh trừ mã phó môn chủ hai người ra tất cả những người khác đều đi ra ngoài tiếp theo ta dùng thủ pháp giải độc không muốn cho mọi người quan sát hơn nữa trong quá trình giải độc Tuyệt đối cần thanh tĩnh, kiêng kỵ bị người khác quấy rầy. Hàn Lập vừa nói xong, mọi người trong phòng có chút ngẩn ra, nhưng rất nhanh Lý thị đã tiếp nhận, nàng cung kính thi lễ nói, "Phu quân ta làm phiền mấy vị rồi." Sau đó rất nhanh đi ra khỏi phòng trước, có Lý thị dẫn đầu đi ra, những người khác mặc kệ có nguyện ý hay vui vẻ không, đều không làm gì được hơn là theo chân Lý thị đi ra phòng khách. Đợi sau khi má Vinh bê chậu nước vào, Hàn Lập liền lập tức đuổi ra, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ chỉ để lại mọi người bên ngoài đang ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, từng phút, từng phút một. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cách cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, mà từ trong phòng ngủ cũng không có tiếng động nào truyền ra cả. Loại yên lặng đến khác thường này làm cho mọi người đang đợi tin tức trở nên bất an, một bóng ma vô thanh vô tức hiện lên trong lòng mọi người, mà ngay lý thị sắc mặt vốn bình tĩnh cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên, chứ chưa nói tới vị triệu trưởng lão nóng tính kia, sớm đã đi lại lòng vòng trong phòng khách không biết bao nhiêu vòng rồi. Cho đến lúc mọi người trong phòng khách gần như mất hết kiên nhẫn thì cạch một tiếng, cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong. Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra, trên nét mặt mọi người phảng phất đều rất hồi hộp, ngưng trọng. Hàn lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người liền mỉm cười nói. Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay sáng mai sẽ tự động tỉnh lại hàn lập nói những lời này rất tự tin trên thực tế hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến hành thuận lợi như thế một điểm bất chắc cũng không có xảy ra lý thị nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt nguyên tâm tình buồn bực trước đó bổng biến mất mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem hàn lập liền đưa một tay lên cản bọn họ lại lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu cần tránh bị làm phiền mà mã phó môn chủ hai người vì khu độc mà nguyên khí đại thương, đang điều tức trong đó. Ta xem, càng ít người vào càng tốt, mà tốt nhất thì chỉ nên để một mình Lý Phu Nhân vào là được. Hàn Lập trịnh trọng nói với Lý Phu Nhân, Lý Thị nghe được tin tốt như vậy, làm sao còn có ý kiến gì khác, vội vàng gật đầu đáp ứng, mà cũng quên cảm tạ Hàn Lập, liền vội vàng đi vào phòng ngủ. chương 73, Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư Lý thị vừa vào đến trong phòng thì ngửi thấy một cỗ xú khí chi vị bốc ra, sau đó chỉ thấy mã phó môn chủ cùng tiến trưởng lão đang ngồi khoanh chân trước giường, nhắm mắt điều tức. Trên mặt đất, nằm giữa hai người bọn họ có một chậu máu đen ngòm, cỗ xú khí tinh huyết là từ đó mà ra. Bọn họ hai người sắc mặt tái nhợt, xem ra những lời hàn lập vừa nói không sai, bọn họ đã hao phí không ít công lực. Lý thị nhất thời trong lòng xuất hiện vài phần cảm kích đối với bọn họ. Nàng tuy không biết phó công, nhưng do tiếp xúc với giới giang hồ lâu năm nên cũng biết rằng, vào lúc này không nên quấy rầy hai người bọn họ, nên vội vàng đi chậm lại nhẹ nhàng đi tới trước giường chăm chú nhìn người đang nằm trên đó chỉ thấy lý trưởng lão đang nằm ngủ một cách ngon lành những thống khổ ban đầu đã vô ảnh vô tung biến mất tuy nói sắc mặt vẫn còn tái xanh vàng vọt nhưng hắc khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất độc ban trên người cũng chỉ còn là vết mờ mờ làm cho người nhìn lướt qua sẽ không nhận ra được xem ra độc tính đã hoàn toàn được giải trừ lý thị nhịn không được vui sướng vô cùng qua một lúc lâu sau nàng khẽ lấy tay lau đi ngấn lệ trên mắt Lúc này nàng mới nghĩ ra mình còn cần phải cảm tạ Hàn Lập mới đúng. Vì vậy, nhẹ nhàng quay người trở về phòng khách, nhưng vừa ra đến cửa, liền bị mọi người vây lấy, hỏi thăm không ngừng và cũng không thấy Hàn Lập còn ở đó. Nàng có chút kinh ngạc, vội hỏi bọn Mã Vinh vẫn đứng ngoài vài câu. Nghe bọn họ trả lời xong, Lý Thị mới biết được, Hàn Lập sau khi kê một phương thuốc dưỡng thân bồi khí xong, liền cáo từ ra về, mà cũng không có ở lại thêm nửa khắc. Lý Thị nghe xong, hồi lâu không nói được câu gì nhưng trong lòng đã có quyết định đợi sau khi lý trưởng lão thân thể khang phục vợ chồng hai người nhất định sẽ tìm tới đáp tạ ơn cứu mạng của hàn lập lý thị cũng không có phát giác trong phòng không chỉ có hàn thần y biến mất mà còn có thêm một người nữa đó chính là kẻ vốn không rời trương tụ nhi một bước lệ phi vũ bên cạnh một con đường nhỏ heo hút dưới bóng cây đại thụ rậm rạp có một người đang nằm trên thảm cỏ đang nhàm chán đếm số lượng lá xanh phía trên đầu đó chính là hàn lập mới từ chỗ lý trưởng lão đi ra khi hắn đếm lá xanh gần tới con số hàng nghìn, một bóng đen từ trên không bỗng xuất hiện, tư thế như lão ưng chóc kề đánh tới, thoạt nhìn khí thế vô cùng hung hắn, phảng phất như có thầm cửu đại hận vậy. Uy, đừng làm loạn, mỗi lần thấy mặt ta, người như thế nào lại muốn động thủ cước, mà ta cũng đâu phải cô nương trương tụ nhi kia đâu chứ. Hàn Lập vừa nói những lời này, bóng đen kia tại không trung linh động xoay người lại, nhẹ nhàng phiêu phù xuống bên cạnh Hàn Lập, tư thế cực kỳ mỹ diệu, đúng là lệ phi vũ vừa đuổi theo tới. Hàn Lập, bộ dáng đen xì của ngươi mà cũng đòi so với Trương tụ nhi cô nương sao? Này không phải là hạ thấp giá trị con nhà người ta sao?" Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, không có tức giận mà nhẹ nhàng dùng chân đá thẳng vào mông Hàn Lập, coi như là trừng trị. Hàn Lập nghe xong, liền trợn tròn mắt, sau đó giống như con cá quẫy nước, bật đứng dậy. "Xem ra, Lệ đại sư huynh của chúng ta đúng là trọng sắc khinh bạn rồi, ta thật sự là chọn bạn không cẩn thận. Đừng nhiều lời lung tung." người rốt cuộc bảo ta tới đây làm gì phải biết rằng ta thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần trương cô nương sao có thể lãng phí như vậy nếu không nói rõ nguyên nhân ngươi đừng mơ tưởng thoát đi lệ phi vũ hiển nhiên rất bực tức đối với lần ước hẹn không rõ nguyên nhân này thật sự là thâm ác đến cùng cực ta có ước hẹn ngươi ra đây sao ta thế nào lại không biết nhỉ chính miệng ta nói ra à hàn lập cố ý làm ra vẻ thất kinh phi thường khoa trương lúc ngươi đi ra đã nháy mắt với ta trừ phi người mù không thấy gì chứ không mọi người đều biết là ngươi ra hiệu đừng nháo nữa có chuyện gì thì nói mau không ta trở về đây lệ phi vũ xoay người như muốn đi làm hàn lập nhìn không ra hắn là đùa hay là thật hàn lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương thân sắc đột nhiên biến đổi nghiêm nghị nói với lệ phi vũ đừng trách ta lắm miệng lấy thân phận bằng hữu ta muốn hỏi ngươi một câu trương tụ nhi kia có biết ngươi uống triều tủy hoàn chỉ còn sống được mấy năm lệ phi vũ vừa nghe thấy thế thoát một cái, khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt vô cùng, không một tia huyết sắc, một hồi lâu không nói câu gì. Hàn lập khẽ thở dài, chẳng cần phải hỏi nữa, vẻ mặt đối phương đã làm sáng tỏ mọi việc rồi. Người cần gì phải kéo ta ra khỏi giấc mộng đẹp cơ chứ? Lệ Phi vũ ánh mắt đau xót, một hồi lâu mới nói được một câu. Hàn Lập không có trả lời chất vấn của Lệ Phi Vũ mà vỗ vỗ nhẹ lên đối phương, an ủi. Người hẳn là đã nghe qua, tình cảm là thứ gì đó, ngươi vì nó càng nhiều nó càng làm cho ngươi thống khổ hàn lập rốt cuộc thấy tâm tình đối phương đã hơi có chút vững vàng liền nói ra một câu triết lý làm cho lệ phi vũ nghe thấy phải sửng sốt nhân dịp ngươi còn chưa bị vùi lấp trong đó ta đem ngươi cứu ra cũng là vì để sau này ngươi bớt thống khổ đi một ít hàn lập chậm rãi bổ sung thêm một câu lệ phi vũ ngơ ngác nhìn hàn lập thần sắc có chút kỳ quái sao nào có vấn đề gì sao hàn lập bị ánh mắt của lệ phi vũ dọa cho sợ hãi vội vàng nhìn lại toàn thân mình tên tiểu tử ngươi giỏi lắm nhỉ được nhiều tuổi rồi mà nhìn trần thế như những lão già giống nhau chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua nam hoan nữ ái lệ phi vũ đột nhiên mở miệng hỏi đương nhiên là chưa nhưng lời này là ta hiểu được từ khi xem sách nó rất có đạo lý ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi nga nguyên lai like là như vậy ta nói cho nghe này bằng vào bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta như thế nào lại có thể kém ngươi ở phương diện này mà ngươi nói to tát như vậy hóa ra chỉ là nói trên sách vở mà thôi lệ phi vỗ thở dài một cái vỗ vỗ ngực mình phảng phất như hắn vừa bị dọa không ít hàn lập á khẩu luôn tên tiểu tử này khôi phục cũng nhanh quá vừa rồi bộ dáng còn giống như không muốn sống chớp mắt cái lại biến thành tươi cười thật là một tên tâm tình biến hóa bất quá hàn lập vẫn làm bộ dáng nhất định phải làm rõ truy hỏi đến cùng tiếp tục hỏi người thực sự nhẫn tâm với trương tụ nhi cô nương sao nhìn thấy người ta lao vào vòng tay người khác người cũng không có động tâm. Lệ Phi Vũ khuôn mặt vốn đang cười cười, lập tức trở nên lãnh khốc vô tình, tràn ngập sát khí lạnh lùng nói, ai dám động vào Trương Tụ Nhi, ta tự chặt hết tay chân của hắn. Sau khi ta chết, ta có muốn quản cũng không thể, nhưng trong lúc ta còn sống, Trương Tụ Nhi cô nương sẽ chỉ là của riêng mình ta. Lời nói của hắn như thể làm cho người nghe lạnh cả người. Chương 74, Ngự Phong quyết. Hàn Lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ trở nên có chút tức giận, một lời bất phát, hắn cũng không biết nên nói thế nào thì tốt. Đột nhiên, khí thế trên người lệ phi vũ thu lại, bộ mặt cười cợt lại xuất hiện, hắn nháy nháy hai mắt, hắc hắc cười lớn nói. Thế nào, khí thế vừa rồi của ta rất khá đúng không? Có đúng không rất có khí phách, có bản sắc kiều hùng, làm cho người đối với ta sinh ra bội phục, muốn ngay lập tức đầu phục. Hàn lập bị những lời lung tung này làm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm động, nhưng ngay sau đó đã lại lộ ngay bản chất hàn lập hung hăng từng mắt nhìn hắn một hồi lâu cắn răng nghiến lợi nói kiêu hùng ta thấy giống cậu hùng thì đúng hơn lệ phi vũ ha ha cười một cách bất cần hắn cười phi thường sảng khoái tựa hồ hắn vì có thể nhất thời chấn áp hàn lập mà cảm thấy cao hứng hàn lập dần dần khôi phục lại bình tĩnh yên lặng trong lúc đối phương đang cười đột nhiên thản nhiên nói lúc trước ta đã nhắc ngươi rồi ngươi nắm rõ ràng tình cảnh của ngươi ta hôm nay nói thêm một lần nữa nếu như ngươi tán công Ta còn có thể giúp ngươi sống lâu hơn, cứ như vậy ngươi có thể cùng Trương cô nương sống với nhau lâu hơn, mà ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng thêm gì nữa." Lệ Phi Vũ ngừng cười đùa, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bạo phát vài tia tinh quang bắn thẳng về phía Hàn Lập, cũng không có đáp lời. Nhưng Hàn Lập sắc mặt như thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Một khoảng thời gian ngắn sau, Lệ Phi Vũ mới đem thần quang trong mắt thu liễm lại, sắc mặt cũng dễ coi hơn chút. Hàn lập ngươi không phải là không biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc tán công. Ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng từ nay về sau đừng nhắc tới việc này nữa, có được không? Hắn miễn cưỡng cười nói, trong thanh âm hắn có chứa vài phần khẩn cầu. Hơn nữa, ngươi cho rằng khi ta trở thành một kẻ bình thường, trói gà không chặt thì trương cô nương còn có thể để ý tới ta sao? Nhưng lời này của lệ phi vũ mang theo chút âm hưởng tự diễu. Hàn lập im lặng, quay đầu qua một bên, dọc theo hướng mà lệ phi vũ đã đi tới, lặng lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói. Nếu ngươi đã có quyết định rồi, ta sau này cũng không khuyên can nữa, ngươi trở về đi, hy vọng ngươi cùng trương tụ nhi cô nương thật sự có thể đến với nhau. Lệ Phi Vũ nghe được Hàn Lập nói thế, lập tức vui vẻ ra mặt, hắn dùng sức vỗ vào bả vai Hàn Lập mấy cái. Hảo huynh đệ, hôm nay nghe được mấy câu đó, thật sự là rất cao hứng, vậy ta đi trước nhé. Thân hình hình trồi lên sụp xuống mấy lần đã biến mất tại cuối con đường, không còn thấy tăm hơi đau thật a à, đầu vai hàn lập đột nhiên đau nhói vừa rồi lệ phi vũ vỗ vỗ mấy cái xem ra đã lén sử dụng nội kinh để làm cho bây giờ bả vai hắn nổi lên u một cục như cái bánh bao nhỏ thật sự là rất đau tên tiểu tử thối này để trả thù ta vì đã bới lỗi đau của hắn ra dĩ nhiên dùng phương pháp này trả thù ta hàn lập một bên nghĩ tới một bên luống cuống móc bình thuốc chữa thương trong ngực ra cởi áo ra lộ ra bờ vai khái vất vả lắm mới làm việc thiện một lần vậy mà lại có kết quả như vậy xem ra mình không hợp để làm việc tốt cho lắm. Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp thuật thôi, lần ám toán này, lần gặp mặt tới đòi lại sao vậy? Hàn Lập có chút không cam lòng, nghĩ thầm như vậy. Thời gian dần trôi qua, lại thêm một quãng thời gian dài nữa, lúc này Hàn Lập đã 18 tuổi rồi. Trong lúc này, Thất Huyền Môn và Giã Lang Bang không ngừng ám đấu, rốt cuộc chính thức tuyên chiến. Từ đó về sau, hai cỗ thế lực liên tục phát ra những cuộc xung đột lớn nhỏ làm không ít những kẻ cùng tiến sơn với Hàn Lập phải táng thân, làm cho Hàn Lập cảm khái không thôi. Chuông lớn ngoài cốc khẩu, cũng bởi vì số lượng thương vong tăng lên mà bị gõ nhiều hơn, việc này làm cho Hàn Lập có không ít cơ hội luyện tập các loại kỹ xảo cứu trị, làm cho y thuật của hắn có những bước tiến bộ thật lớn. Bất quá, mặc dù Hàn Lập đúng là diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn có không ít người, ngay cả các nhân vật thuộc chung, cao tầng phải chết, bọn họ hoặc là chết tại tràng đấu, hoặc là do thương thế quá nặng mà chết trên đường về, ngay cả cho hàn lập cơ hội cứu trị cũng không có nhưng cũng vì thế song phương đều bắt đầu lộ ra không ít thanh niên cao thủ ngồi vào vị trí của những kẻ đã vẫn lạc tỷ như ngũ sát tam ưng nhị báo của giã lang bang hay thất kiệt song hùng của thất huyền môn mà trong đám đó nổi danh nhất lại là lệ phi vũ một trong song hùng của thất huyền môn hắn giết chết một tên tử y trưởng kỳ sứ đạt được ngôi vị phó đường chủ ngoại nhận đường có thể nói trên thì quyền cao chức trọng mà cảm tình của hắn và trương tụ nhi cũng phát triển rất nhanh có lẽ đã tới bước đàm hôn luận giá rồi hàn lập sau khi biết việc này chỉ có thể khẽ thở dài hắn không biết lệ phi vũ làm thế là đúng hay sai dù sao hắn cũng không phải là lệ phi vũ không có rơi vào hoàn cảnh đó cũng không thể nào phán đoán được sự việc đúng sai bất quá nếu như đổi lại là hắn để hắn phải trơ mắt nhìn người yêu đầu hoài tống bão trong tay kẻ khác hàn lập tự hỏi chắc hắn không làm nổi nhưng biết rõ mình sẽ chết đi mà còn muốn lấy đối phương, hắn không đủ can đảm để làm vậy. Bởi vậy, Hàn Lập cũng chỉ có thể giả câm giả điếc. dù sao hắn cũng là kẻ gần gũi mình nhất. Lệ Phi Vũ đúng là hảo hữu của mình, đương nhiên phải thiên lệch về hắn một chút. Hàn Lập lúc này tâm lý cũng an tĩnh xuống một chút. mặt khác, gần đây xảy ra một sự kiện trọng yếu khác, làm hắn mất nhiều tâm lực, nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm được. trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Hàn Lập đã học được cách sử dụng môn pháp thuật ngự phong quyết. Ngự Phong Quyết cũng giống như Thiên nhãn Thuật, đều là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thân mình, không thể làm phép lên thân người khác. Bất quá, công dụng của nó so với Thiên nhãn Thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển Ngự Phong Quyết Hàn lập cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không uổng tí lực nào. Tư vị chạy trên đất bằng với tốc độ cao như thế thật tuyệt vời, cảm giác như vứt bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau làm cho Hàn Lập mỗi ngày phải chạy trong cốc như điên hơn năm, sáu lần mới bỏ qua. Làm cho hắn trở thành kẻ cuồng khinh công cao thủ, đương nhiên loại hiệu quả gia tốc này và La Yên Bộ khác xa nhau. La Yên Bộ là môn bí thuật rất khó luyện được, nó có thể biến cái không thể thành có thể, trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu. Mà ngự phong quyết khi thi triển thì bất đồng, ngoại trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một ít thể lực nào cả, có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì, một khi không còn phép lực thì ngự phong quyết mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy, ngự phong quyết thường được tu tiên giả cấp thấp sử dụng để đi đường dài hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. chương 75, Pháp vô tịnh dụng, Hàn Lập từ sau khi học được ngự phong quyết, hứng thú đối với hai loại pháp thuật định thần phù và khu vật thuật càng gia tăng nhiều, Gã tổn hao một lượng lớn thời gian và tinh lực lên trên chúng, hy vọng có một ngày giống như Ngự Phong thuật kia đột nhiên có thể triệt để lĩnh ngộ được. Nhưng trải qua rất nhiều lần nghiên cứu sâu, Hàn Lập vô tình phát hiện, không cách nào thi triển được hai loại pháp thuật này, có lẽ không hẳn nguyên nhân là do bản thân gã, mà khả năng là do điều kiện bên ngoài khi thi triển không đầy đủ. Theo như sách nói Định Thần phù là một loại phù chú, điều kiện cần khi sử dụng là phải chuẩn bị trước pháp phù. Do trước kia Hàn Lập vẫn hay dùng giấy vàng mua từ thị trấn gần đó, rồi chiếu theo đồ hình phù hiệu ghi trên sách, dùng bút vẽ ra cái gọi là pháp phù. Mặc dù trong sách tịnh không có nói muốn chế tạo pháp phù thì cần dùng loại sơn nào, nhưng gã nhớ lại tấm pháp phù có màu bạc của mặc đại phu, tự nhiên sử dụng loại xa xỉ phẩm bột bạc. Loại nguyên liệu này có hiệu quả hay không, Hàn Lập không hề biết, nhưng ít nhất xét từ bề ngoài mà nói, mấy tấm pháp phù tự tạo này cùng với thí dụ mẫu ở trong sách hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc, chỉ là bề ngoài giống nhau thì vẫn chưa được, khi hàn lập dùng chú ngữ để thôi động pháp phù phù hiệu trên mặt pháp phù tịnh không giống như lúc mặc đại phu sử dụng phát ra ngân quang chói mắt cũng không có hiện tượng kỳ dị nào khác phát sinh có thể nói cách thi triển của hắn đã triệt để thất bại khiến cho hắn hãm vào quấn cảnh tiến thối đều khó bởi vì gã không biết thất bại của cách thi triển là do chú ngữ hoặc nhầm lẫn tư thế khi bấm quyết hay là do chế tạo pháp phù không thành công nhưng trải qua lần nghiên cứu này sự việc đã khác Thông qua tra cứu sâu các loại tư liệu có liên quan và các loại thư tịch có nói tới truyền thuyết pháp thuật, Hàn Lập cuối cùng đã phát hiện, pháp phù mà các tu tiên giả sử dụng, chắc chắn không phải dùng loại giấy bình thường và loại sơn tùy tiện mà mấy người phàm vẫn dùng để chế tạo ra, mà chính là do những vật liệu có ở chỗ các tu tiên giả chế ra, nói không chừng trong lúc chế tác còn cần những phương pháp đặc biệt. Chính vậy nên gã có tận lực thủ thế, đọc chú ngữ, nhưng thi triển vẫn là không thể thành công. Về phần khu vật thuật cũng là đạo lý đồng dạng, Trước kia Hàn Lập cho rằng, thi triển khu vật thuật thì tùy tiện lấy một vật bất kỳ ra làm bia, cho nên đối tượng để bấm quyết niệm chú khu sử đều là vật dụng gia đình hoặc là các loại đao kiếm thường thấy, đương nhiên không có tí hiệu quả nào cả. Nhưng hôm nay bị chuyện về lá bùa đề tỉnh, gã mới hiểu rõ, vật đề khu sử của khu vật thuật khẳng định không phải là đồ vật bình thường, mà nên là vật phẩm đặc biệt được các tu tiên giả sử dụng. Do đó Hàn Lập đem những đồ vật hy kỳ cổ quái lấy được từ chỗ mặc đại phu, bao gồm cả dẫn hồn chung và bảy thanh dao nhọn dùng khi thi triển thất quỷ phệ hồn đại pháp, tất cả đem làm đối tượng khu xử của khu vật thuật, thử nghiệm một chuyến, đáng tiếc vẫn là không giống đồ vật có thể thi triển thành công. Việc này khiến cho Hàn Lập thất vọng ghê gớm, xem ra đồ khu xử của khu vật thuật cũng không phải là những pháp khí này, chính xác là cần loại đồ vật khác. Do đã biết căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, hiểu rõ không có vật phẩm tương ứng thì không thể thi triển định thân phù và khu vật thuật, Hàn Lập liền đem sự chú ý chuyển sang việc khác, nảy ra chủ ý mới đó là đem võ học bí thuật và vài loại pháp thuật tương ứng kết hợp lại, dự định dựa vào đó nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân, trong một thời gian ngắn làm cho bản thân tăng thêm một tầng. Có được suy nghĩ hê sức kỳ cục này xong, Hàn Lập liền bắt đầu quá trình rèn luyện một cách gian khổ, rất nhanh liền có được chút thành tựu. Trải qua một chuyến thử nghiệm, gã cuối cùng đã đem La Yên Bộ và Ngự Phong quyết dung hợp lại với nhau. Nói là dung hợp, kỳ thực chẳng qua chỉ là trước tiên thi triển Ngự Phong quyết, sau đó là vận dụng La Yên Bộ mà thôi, nhưng sự nhịp nhàng và phối hợp của hai loại đó đòi hỏi cần biết khống chế tốt nếu không rất dễ dàng gây ra lỗi chính thế đã làm cho hàn lập phải phí không ít tinh thần và công phu nhưng cứ như vậy gã đem những khuyết điểm như lúc trước khi thi triển ngự phong quyết không hề biết xê dịch xoay chuyển và la yên bộ khi vận dụng phải hao phí rất nhiều sức lực dần dần hoàn thiện hơn nữa khiến gã trong lúc di động hoán đổi vị trí không khác gì điện quang lôi hỏa chỉ khiến kỳ ảnh bất kiến kỳ nhân thân pháp càng thêm phần xuất quỷ nhập thần không lâu sau đó Đối với sử dụng hỏa đạn thuật Hàn Lập cũng có sáng tạo độc đáo của bản thân. Nguyên bản là sau khi tiểu hỏa cầu của hỏa đạn thuật xuất hiện, người thi triển thuật phải dựa vào pháp lực của mình thôi động hỏa cầu bắn về phía mục tiêu để sát tử địch nhân, đây chính là phương pháp sử dụng nguyên bản, nhưng Hàn Lập cảm thấy đây chưa đúng. Hàn Lập cho rằng tốc độ của tiểu hỏa cầu khi dựa vào pháp lực để bắn là quá chậm, cao thủ về khinh công rất dễ dàng tránh được, điều này khiến cho khi nó chém giết tại giang hồ nhận được không ít hạn chế, thể hiện sự phung phí bởi vậy khi sử dụng hỏa đạn thuật gã dứt khoát chỉ thi triển một nửa khi hỏa cầu xuất hiện liền không đem nó bắn ra mà là lợi dụng đặc tính khó hủy của nó đem nó biến thành một thanh thần binh lợi khí ngắn khống chế trên tay tăng thêm phần sử dụng cứ như vậy dựa vào việc gã cải tiến cực hạn thân pháp và hỏa cầu nóng bỏng trong tay gã hàn lập hiện tại tự tin gã có thể dễ dàng kích sát bất kỳ cao thủ nào có được những thứ ỷ trượng này xong hàn lập cuối cùng có thể thở phào một hơi không cần lại vì thực lực bản thân mà phát dầu Hiện tại gã có thể 10 phần an tâm đi Lam Châu giải độc rồi. Lúc này trường xuân công của Hàn Lập, do mỗi ngày đều đem linh dược làm lương thực để ăn, cũng lặng lẽ tiến nhập vào đệ bát tầng, khiến cho pháp lực của gã lại tiến dài một đoạn. Nói về độ thâm sâu nông cạn của pháp lực, Hàn Lập lúc này đã vượt qua nhục thân ban đầu khi còn sống của Dư Tử Đồng, nhưng nói về ít nhiều nắm vững pháp thuật và kỹ xảo chiến đấu thực tế, gã vẫn còn chưa theo kịp được đuôi Dư Tử Đồng của lúc trước. Dù sao lúc Dư Tử Đồng tu luyện pháp thuật tại gia tộc trên thì có trưởng bối chỉ điểm, dưới thì có đồng môn cùng nhau bàn luận, mạnh hơn nhiều so với loại chỉ biết nửa vời như Hàn Lập. Hàn Lập thì không biết hết thảy tình huống như vậy, cho dù có biết cũng không để trong lòng, gã vốn dĩ cũng không tự đại đến nỗi cho rằng học được một hai loại pháp thuật thô thiển liền có thể đối kháng với những tu tiên giả chân chính, địch nhân hiện tại của gã vẫn chủ yếu là người trong giang hồ thế tục. Bởi vậy, tâm tình của Hàn Lập đích thực không tồi, trong lúc gã đang nghênh ngang đắc ý, chuẩn bị tìm cái cớ để hạ sơn ly khai thất huyền môn, thì giã lang bang đột nhiên đề xuất yêu cầu hòa đàm cùng thất huyền môn. Tin tức này vừa truyền đến một cái, khiến cho bên thất huyền môn ngạc nhiên, nên biết rằng trong thời gian ngắn gần đây, trong mối xung đột của hai bên đều là giã lang bang đang chiếm thế thượng phong, một mực áp chế thất huyền môn, tại tình huống có lợi như vậy, đối phương tại sao lại muốn hòa đàm đây? Phải chăng là có quỷ kế gì trong đó? Nó khiến cho rất nhiều người hoài nghi, trong thời gian ngắn, các ý kiến đồng ý hòa đàm cho đến không đồng ý hòa đàm đều vang lên ở trong thất huyền môn, tầng lớp thượng tầng cũng đều có các cách nhìn riêng của mình lệ phi vũ là một trong số những người kiên quyết phản đối do thanh thế của những người đồng ý và phản đối không sai biệt nhiều lắm không cách nào bàn luận được cuối cùng vẫn do vương môn chủ đập bàn quyết định đầu tiên cùng đối phương bàn luận rồi mới quyết nếu như điều kiện không quá đáng thì bắt tay làm hòa còn như quá hà khắc thì tiếp tục tranh đấu cái loại phương án nước đôi này tuy không làm cho đôi bên hài lòng nhưng cũng là phương pháp duy nhất trong lúc này mà cũng chỉ có thể như thế chương 76, đàm phán giữ hỏa khởi. Trải qua mấy phen hiệp thương giữa thất huyền môn và dã lang bang, một nơi gọi là lạc Sa pha vốn là vùng đất giao giữa hai bên, được cả hai bên đồng thời chấp nhận làm nơi đàm phán. Về phần người tham gia đàm phán, dã lang bang đề xuất vô cùng cường ngạnh, phải do một nhân vật đầu não của hai bên tham gia, mới có thể biểu hiện thành ý của cả hai, nếu không căn bản không cần cử hành lần đàm phán này. Điều kiện này vừa đề xuất, không hề gây nên sự tranh luận ẩm ý bên phía thất huyền môn, bởi vì đây là điều kiện hết sức bình thường khi giao thiệp đương nhiên điều đầu tiên cần nắm chắc đó là tuyệt đối không hãm thân vào hiểm cảnh bên phía thất huyền môn nhiều nhất là phái phó môn chủ đi còn đối phương cũng phái một người tương đương đó là phó môn chủ cho nên điều kiện này không có vấn đề gì ngay sau đó xong phương ước định cụ thể ngày đàm phán đến ngày đó mỗi bên phái một đội hơn trăm người đi trước để tham gia cuộc gặp mặt lần này vì sợ đối phương trong lúc đàm phán có mai phục bên phía thất huyền môn đối với việc cử người đi đàm phán và người ở sau đều an bài hết sức cẩn thận. Đội ngũ đi đàm phán không những do bản môn đệ nhị cao thủ phó môn chủ dẫn đầu, mà gần trăm thành viên trong đội ngũ đều là nhất đẳng cao thủ của nội môn, đám người này đa phần đều là hộ pháp, nội môn cung phục, còn có mấy vị trưởng lão, các loại đường chủ đi theo áp trận, có thể nói là quá phô trương thanh thế. Đội ngũ do nhiều cao thủ như thế tạo thành, cho dù dã lang bang có xuất ra hết toàn thể tinh duệ, có muốn cũng không ngăn cản được bọn họ, trên dưới thất huyền môn đối với lần này đều tràn đầy tự tin. Cứ vậy mà đến, vạn nhất có chỗ bất hảo, những người đàm phán có thể dựa vào võ công cao cường nhanh chóng phá vỡ vòng vây, trở về địa giới của mình, ở đó còn có vô số đội ngũ tinh nhuệ của đệ tử huyết nhận đường phụ trách tiếp ứng, đây có thể coi là con đường rút lui an toàn của bọn họ. Lệ Phi Vũ cũng dũng cảm tham gia vào đội ngũ đàm phán, đối với tính mệnh không kéo dài lâu của hắn mà nói, địa phương càng nguy hiểm, hắn càng khát vọng muốn đi. Cứ như vậy cuối cùng đã gần tới ngày đàm phán mà đội ngũ cơ hồ đã chiếm gần nửa cao thủ của thất huyền môn sẽ phải đi, từ trên núi xuất phát, lần đi về này của bọn họ, tối thiểu cũng mất nửa tháng công phu, đây đúng là đoạn thời gian dài dòng và buồn chán a hát. Đối với việc này Hàn Lập không để tâm, với hắn mà nói, hòa đàm có thành công cũng tốt, tàn vỡ cũng tốt, đều không sao cả. Bởi vì gã sắp rời nơi đây, muốn ra thế giới bên ngoài sông sáo một chuyến, hưng thịnh tồn vong của thất huyền môn đối với gã thì có quan hệ lớn gì cơ chứ? Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân gã, gã hiện tại rất lời quan tâm đến sự việc này. Cho nên, vào ngày đội ngũ đàm phán ly khai, gã không hoảng hốt không vội vàng, vẫn điều chế dược liệu mà mình cần, ngoài ra còn bắt đầu thu tập một ít hạt giống của thảo dược chân quý, để chuẩn bị cho sau này dùng. Hàn Lập đã quyết định, đợi tới ngày đội ngũ đàm phán hồi sơn, gã liền chính thức nói lời từ biệt đối với mấy vị môn chủ, nếu như bọn họ biết tốt xấu không buông tha gã, gã cũng không ngần ngại khi ở trước mặt đối phương, hiển lộ một chút thực lực chân chính để đối phương nhìn, cũng là cách để đối phương triệt để thất vọng. Thực ra, nếu ly khai một cách thần không biết quỷ không hay, là đỡ rách việc nhất. Nhưng Hàn Lập lo rằng đối phương không tìm được mình, liền tới làm phiền gia đình gã, cho nên đàng hoàng hướng về những môn chủ nói lời cáo biệt, hơn nữa ra tay chấn nhiếp bọn họ, cũng là việc cần thiết. Về phần lý do để rời đi, Hàn Lập cũng đã sớm nghĩ qua, nói là nhớ mặc đại phu, muốn đi tìm sư phụ. Còn về việc đối phương có tin hay không, Hàn Lập căn bản không quan tâm, có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn, gã còn sợ đối phương có phương pháp khác sao. Mỗi khi Hàn Lập nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Gã lúc này, nếu như muốn lấy đi tính mệnh của mấy vị môn chủ, thật dễ như trở bàn tay. Đương nhiên gã cũng chỉ nghĩ như vậy, tịnh không muốn phải làm thật. Nhưng Hàn Lập ngàn vạn lần không nghĩ đến, chính vào tối ngày thứ tư sau khi đội ngũ đàm phán rời đi, một người y phục lam lũ, toàn thân cho bụi, tóc tai rối loạn, đột nhiên xông vào phòng của gã, hắn chừng đôi nhãn trâu tràn đầy tia máu, dùng đôi môi trắng dã rách nát, khàn khàn nói với gã một câu. Đội ngũ đàm phán xong hết rồi, ngô phó môn chủ chết rồi, hộ pháp, cung phụng chết rồi, mấy vị trưởng lão cũng chết rồi, cơ hồ đều chết sạch rồi. Hàn lập vừa nghe nói thế, có chút ngây người, không đợi tới lúc gã mở miệng hỏi. Đô, đột nhiên vài chỗ trên núi vang lên chẳng âm thanh bén nhọn của tiếng còi báo động. Bang bang tiếp đó là một trận âm thanh buồn bực của tiếng mõ vang lên. Đương, đương, đinh đinh, phanh phanh, các cách các dạng của âm thanh cảnh báo, không hẹn mà đồng thời vang lên, ngay sau đó là vô số tiếng hò hét chém giết ầm ầm vang lên. Trong đó mơ hồ truyền lại tiếng va chạm của binh khí, tựa như trong một sát na, toàn thể thải Hà Sơn biến thành một chiến trường giết chóc to lớn. Hàn lập biến sắc, gã không cố nghe tiếp những lời của người đang đứng trước mắt, thân hình nhoáng một cái, người đã ra tới bên ngoài phòng, gã nhìn bốn phía, tìm một gian phòng cao nhất, khẽ dậm chân, người đã lên tới đỉnh căn phòng, sau đó hướng ra ngoài cốc mà nhìn. Thân sắc của gã rất không tốt, lộ ra vẻ âm trầm. Bởi vì nhập vào trong mắt gã không xa toàn là ánh lửa cao ngút trời, bóng người khó phân, lại thêm ánh đao quang kiếm ánh không ngừng lấp lóe, hơn nữa khắp nơi là tiếng chém giết, tiếng báo động, tiếng giận dữ, tất cả tạo thành một vùng âm thanh hoảng loạn. Gã nghe được tiếng gió phía sau vang lên, đầu không cần quay lại, cất tiếng hỏi, lệ phi vũ, là dã lang bang sao? Đúng vậy, không nghĩ tới kế hoạch của bọn chúng lại chu mật đến vậy, cơ hồ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đàm phán của chúng ta, rồi theo đuôi của những người may mắn còn sống, đuổi giết tận lên trên núi. Người báo tin kia chính là Lệ Phi Vũ, người vốn đã ly khai vào bốn ngày trước, thanh âm của hắn lúc đó tràn đầy sự phẫn nộ bất cam. Chương 77, đối sách, nhưng bọn chúng làm thế nào để đột phá được Trạm Thanh Gác bên sườn núi ở bên ngoài? lúc bọn ta trở về rõ ràng đã kêu cảnh vệ bên đường phải tăng cường cảnh giới rồi lệ phi vũ nghi hoặc tự nhủ cái này không có gì kỳ quái cả dã lang bang đối với hành động tấn công lần này nhất định đã sớm lập mưu từ lâu gài vài gian tế ở ngoại vi là việc cực kỳ dễ dàng có đám nội gian này dẫn đường đám cảnh vệ bên ngoài kia liền bị hạ một cách vô thanh vô tức cũng là việc hết sức bình thường hàn lập thản nhiên nói nhưng dã lang bang muốn dễ dàng hạ gục tất cả các phân đường đó là việc không thể Ta phòng chừng bọn chúng muốn vây chặt từng phân đường ở trên đỉnh núi mà không công kích, sau đó tập trung tất cả các cao thủ, chuyên tâm công kích tổng đường ở Lạc Nhật Phong. Chỉ cần bắt giữ hoặc giết chết toàn bộ đầu não của chúng ta, thì các phân đường kia liền thành không công mà tự phá rồi. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Nên đi Lạc Nhật Phong sao?" Lệ Phi Vũ có chút vội vã lo lắng hỏi dồn tới. Hàn Lập im lặng không nói, một hồi sau, đột nhiên xoay người, đối diện Lệ Phi Vũ, trầm giọng nói: Người còn chưa nói cho ta biết, trong đội ngũ đàm phán có nhiều cao thủ như vậy, tại sao lại bị tiêu diệt hết? Theo lý mà nói, dã lang bang tuyệt đối không có thực lực lớn như vậy. Lệ Phi Vũ vừa nghe những lời đó, cơ nhục trên mặt có rút một hồi, hắn không thể kiềm chế được, thẻ đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc, thần sắc lộ ra một tia cười khổ nói. Bọn chúng sử dụng lượng lớn nỏ liên châu, mà đều là loại sử dụng trong quân đội. Nỏ liên châu dùng trong quân đội, không sai, khi đó, bọn ta mới rời núi đi được hai ngày, đang đi trên một vùng đồng cỏ, bởi vì vẫn còn đang trong địa giới của bản môn, cho nên mọi người đều buông lơi. Chính vào khi đó, đột nhiên từ dưới đất chui lên vô số bang chúng dã lang bang, trong tay bọn chúng là nỏ cứng, sau đó là vô cùng vô tận nỏ tiễn bắn tới, khiến cho những đệ tử võ công kém một chút, chết ngay tại đương trường dưới loạn tiễn. Chỉ có số ít người võ công cao cường hoặc là người có vận khí cực tốt, mới may mắn thoát được chuyến công kích đó, nhưng người người đều bị thương, võ công bị yếu đi rất nhiều. Ta là một trong số những người có vận khí tốt, nếu không đã không quay trở lại được. Lệ Phi Vũ nói tới đây, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi, bên trong ánh mắt bất giác lộ ra vài tia kinh hãi, xem ra cảnh tượng khủng bố của lần nỏ tiến tề xạ kia, sự đả kích của nó đối với hắn thật sự là không nhỏ. Nỏ tiến bắn xong, cao thủ của đối phương liền xông tới, sau đó mọi người lâm vào một trận khổ chiến, những người còn lại của bọn ta vì muốn gia tăng cơ hội sống sót, dứt khoát phân khai tự hành động, tự mình đột phá. Cũng may ta mệnh tốt, trong mắt của đối phương ta không được xem là mục tiêu kích sát trọng yếu, cho nên đám người đuổi theo tương đối ít, phó công cũng không tính là mạnh, dĩ nhiên ta giết được chúng. Nhưng đợi tới khi ta theo quay ngược lại hướng truy đuổi mới phát hiện, nguyên lai like trên đường đi tại các điểm mà bọn ta nghỉ lại, không biết từ lúc nào bị đối phương nhổ sạch, biến thành nơi mà bọn dã lang bang chiếm giữ, đợi chúng ta như cá lọt lưới tự chui đầu vào giò. Ta thám thính một hai lần xong, liền không dám đi tìm viện trợ nữa vì muốn biết tình huống của những người khác ta đã quyết tâm dứt khoát phải phục kích một tên lam y chấp pháp của giã lang bang từ miệng hắn ta biết được ngô mô phó môn chủ và mấy vị trưởng lão do bị quá nhiều cao thủ của đối phương vây công đều đã chiến tử rồi chỉ có vài vị giống như ta do không được coi trọng mà đều là người võ công không yếu mới có thể đào thoát biết được tin tức này xong ta căn bản không dám trì hoãn nhiều nữa liền lưu mạng chạy thẳng về núi nửa đường trong lúc vô ý gặp được hai vị cung phụng khác giống như ta ngày đó thoát được thế là cùng nhau chạy trốn một ngày một đêm cuối cùng cũng về đến núi về tới đây được một lúc hai vị cung phụng kia liền đi tới lạc nhật phong để thông chi tin tức đội ngũ đàm phán đã bị diệt hết cho vương môn chủ ta bịa ra cái cớ trị liệu vết thương lén đến chỗ của ngươi thương lượng một chút xem có cách gì ứng phó nên biết ngô phó môn chủ và bao nhiêu người đều bỏ mình vì phục kích còn chúng ta chỉ có vài người thân phận không cao không thấp lại chạy thoát về lấy cớ trốn tránh trách nhiệm Ai mà biết được bọn họ ngoài mặt có đem lửa giận chút hết lên đầu chúng ta, biến chúng ta thành những con dê thế tội hay không? Hiện tại ngược lại mới tốt, tạm thời chưa cần cùng ngươi nói rõ việc đó, người của dã lang bang đã chém giết lên tận đây rồi. Ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Lệ Phi vũ một hơi nói ra cả đống, thần sắc lại chuyển thành có chút bất đắc dĩ. Hàn lập nghe xong, nhíu mày, nghẹo đầu suy nghĩ. Tiếng hò hét chém giết trên núi lúc này ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng kêu thê lương của người chết, làm cho người ta không rét mà run. Hiện tại trên núi người có còn thuộc hạ không? Âm thanh của Hàn Lập biến thành thập phần trầm thấp. Có, ta còn hơn 20 thuộc hạ, đều an bài ở mấy căn phòng gần nhà lý trưởng lão. Ban đầu dự định đợi đàm phán xong quay về, sẽ đem bọn họ xuất sơn làm việc. Tốt lắm, chúng ta tới chỗ ở của lý trưởng lão trước, cùng đám người đó tập hợp lại trước. Thêm nữa thuận tiện cùng trương tụ nhi cô nương và lý trưởng lão tụ họp, còn bước tiếp theo, đợi tới khi biết rõ tình hình cụ thể, rồi mới quyết định. Hàn lập tỉnh táo nói, thể hiện thập phần lý trí. Tốt, ta nghe lời ngươi, hiện tại, bên ngoài loạn như thế, ta thực sự lo lắng cho tụ nhi. Lệ phi vũ có chút khẩn trương nói, hàn lập lướt nhìn lệ phi vũ một cái, thật sự không biết gã gia hỏa này nghĩ cái gì, một mặt thì vô cùng lo lắng cho trương tụ nhi, quan tâm cực kỳ, mặt khác biết rõ thọ mệnh của mình không dài, mà còn đòi kết hôn với con nhà người ta, Rõ ràng muốn đối phương cô quả thủ tiết sao. Đúng là một gã ra hỏa đầy mâu thuẫn. Hàn Lập khẽ hạ một câu đánh giá không dễ nghe dành cho người bạn tốt của mình. Hàn Lập khẽ nhảy xuống trước, rời khỏi nóc nhà, lệ phi vũ cũng theo sau nhảy xuống. Ta đi thu thập một ít đồ vật, sau đó chúng ta lập tức đi ngay. Tốt, người phải nhanh đấy, ta thực sự đang rất lo cho an toàn của tụ nhi. Hàn Lập vừa nghe những lời đó, chỉ còn cách im lặng. Đối phương mở miệng ra là tụ nhi nói đến gai gai hết cả người, khiến cho Hàn Lập có vài phần khinh bỉ, lại có vài phần đố kỵ. Hàn Lập không thèm để ý đến dạng đột nhiên hóa thân thành tình si là lệ phi vũ, tự quay vào trong phòng, bắt đầu hỏa tốc thu thập mấy loại vật phẩm cần chuẩn bị. chương 78, Lâm Trung sát lục. Xong rồi hả, vừa nhìn thấy Hàn Lập từ trong phòng đi ra, lệ phi vũ lập tức thúc giục. Hàn Lập cũng không cho lệ phi vũ trước thể diện, chừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó đi tới một gian phòng tương đối nhỏ ở trước mặt, đứng cách cửa phòng đang đóng chặt, lạnh lùng nói. Khúc hồn, ra đi, tối nay có việc dung đến ngươi rồi. Lời hàn lập còn chưa dứt, soạt một tiếng, cửa phòng làm bằng gỗ tựa như làm bằng giấy hồ, bị người ta đụng cho nát bấy, sau đó trong đám vụn gỗ đang bay khắp nơi, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra. Hai mắt lệ phi vũ có chút đăm đăm, hắn nhìn người có khí thế như yêu ma ở trước mắt, cự hán đầu lại đội mũ che kín hết cả diện mục, sợ run cả người. Cự hán lặng yên không lên tiếng, tự mình bước đến phía sau lưng hàn lập đi thôi hàn lập mỉm cười nói lần này tới phiên gã thúc giục lệ phi vũ đang đứng như thằng ngốc nga lệ phi vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hàn lập rồi lại nhìn cự hán sau đó ngậm chặt miệng một tiếng cũng không phát dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi hàn lập nhìn theo bóng lưng của lệ phi vũ khẽ mỉm cười sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo đối phương cự hán khúc hồn bắt trước cũng gấp rút theo sau gã Nửa bước không rời. Hàn Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ rất là hài lòng, chính nhờ hai người cùng tôn trọng việc riêng tư của nhau, bọn họ mới có thể kết thành quan hệ bạn tốt đến như thế. Tốc độ đi của mấy người đều rất nhanh, nháy mắt liền đến gần gốc khẩu, lúc Lệ Phi Vũ nhấc chân định tiến vào rừng cây, Hàn Lập đột nhiên vươn tay phải, tóm lấy đầu vai của hắn, khiến cho hắn không thể tiến vào trong. "Làm gì thế?" Lệ Phi Vũ không hiểu gì lên tiếng hỏi, còn hàm chứa vài phần bất mãn. Nên biết hắn hiện tại đang rất nóng lòng, có người đang tới, mà không chỉ là một người. Hàn lấp thản nhiên nói, lệ phi vũ có chút kinh ngạc, lập tức ngưng thần lắng nghe, nhưng qua một lúc lâu, không nghe thấy được gì cả. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hàn lập một cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ dáng thong dong không vội, không hề giải thích gì cho hắn cả. Ngươi, lệ phi vũ vừa mới mở miệng một cái, hàn lập đột nhiên lấy một ngón tay, đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng nói. Lệ phi vũ nhíu mày, tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn theo thói quen, nghe theo ý của đối phương, không tiếp tục nói nữa. Lần này không quá lâu, thần sắc lệ phi vũ cũng trở nên ngưng trọng, hắn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía hàn lập, bởi vì hắn cuối cùng nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân đồng thời vang lên phía ngoài cốc, còn thấy bóng dáng của rất nhiều người. Tôn chấp pháp, khu rừng này có một cái chuông to, còn có một con đường, xem ra đây chính là thần thủ cốc mà phó lệnh chủ đã nói. Một thanh âm thô tráng từ bên trong rừng truyền tới, ân, dựa theo những gì bản đồ nói và dựa vào cái chuông to nơi này không sai rồi các ngươi phải nhớ kỹ cho ta lệnh chủ đã hạ tử lệnh chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc ai cũng không được làm hại đối phương không thì sẽ theo bang quy xử lý hiểu rõ chưa một giọng nói khác có chút bén nhọn tựa như tiếng gà chống gáy hạ lệnh vâng vâng một loạt âm thanh tuân mệnh liên tiếp vang lên từ giọng nói kia mà phán đoán xem chừng có hơn mười mấy người hơn nữa mỗi người trung khí không yếu tựa hồ trong người đều có công phu không tệ. Trừ một vị làm Y chấp pháp ra, còn lại đều là tinh anh bang chúng của dã lang bang. Làm Y chấp pháp tương đương với hộ pháp bản môn, tinh anh bang chúng giống với đệ tử nội đường của chúng ta. Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng gần tới bên cạnh người Hàn Lập, khe khẽ giải thích. Lệ Phi Vũ biết, người bạn tốt này của mình luôn không quan tâm tới tình huống đối đầu của bản môn, cho nên cũng không cần hỏi gã vì sao có thể sớm nghe thấy tiếng bước chân, ngược lại trực tiếp giảng giải thân phận của địch nhân, Muốn cho đối phương biết được mà tính toán, đừng ngơ ngáo vô ý." Hàn Lập vừa nghe, liền hiểu rõ dụng ý của Lệ Phi Vũ, gã cười nhẹ một lát, không nói gì, nhưng nhìn vào ánh mắt, tựa như không đem để ý. Lệ Phi Vũ có chút nóng nảy, dựa vào thể lực lúc này của ta, một mình vẫn đối phó được với Lam Y Chấp Pháp kia, nhưng nếu có thêm địch nhân khác, thì chắc chắn không phải là đối thủ. Ta biết ngươi có nhiều chủ ý xấu xa, có phương pháp nào rồi thì nhanh nói ra. Bằng không, không còn kịp nữa rồi. Lần nói chuyện này của Lệ Phi Vũ vừa nhẹ vừa nhanh, cực kỳ dồn dập Bởi vì đám người kia đã đi vào trong rừng, bắt đầu đi tới chỗ rừng chân của mấy người bọn Hàn Lập. Hay là chúng ta tránh né một chút, tạm lánh xa mũi nhọn của đối phương. Lệ Phi Vũ nói ra một chủ ý không tệ, nhưng đáng tiếc là Hàn Lập không sử dụng chủ ý đó. Khúc hồn, ngoại trừ người mặc y phục màu lam kia sống sót, đem tất cả những người khác ở trong rừng, đều giết hết. Hàn Lập đột nhiên quay đầu, lạnh như băng ra lệnh cho cự hán, cái gì lệ phi vũ nghe câu đó xong có chút ngạc nhiên nhưng không chờ hắn có phản ứng cự hắn sau lưng hàn lập đã hóa thành một cỗ cuồng phong mãnh liệt xông vào trong rừng sau đó trong đám cây đen xì lập tức truyền lại những tiếng kinh hô và thảm thiết của bọn người dã lang bang ai ra a à, là ai không tốt có người đánh lén đây đây là quái vật gì vậy a à, chạy mau a à? nhưng tiếng kêu kinh ngạc và thảm thiết ở trong rừng trong nháy mắt vang lên nhưng tiếng kêu dần dần thưa thớt thậm chí không quá lâu, liền yên tĩnh hoàn toàn. Lệ Phi Vũ nhìn chằm chằm về phía rừng cây, hắn lúc này, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. chương 79, vô đề, cử hán giống như đang nhấc một chú gà con, một tay cầm lam y hán tử đang bất tỉnh nhân sự, từ trong rừng cây vững vàng đi ra, trên người hắn dính không ít vết máu, những điểm tinh huyết lốm đốm dính trên áo vải xanh, trông giống như hoa đào tươi đẹp trói mắt. Lệ Phi Vũ thở ra một hơi lạnh, cử hán bước vài bước tới trước mặt hai người, ném Lam y nhân xuống đất, lập tức lệ phi vũ cảm thấy một cỗ máu tươi đến gắt cả mũi, trực diện bay đến. Sắc mặt hắn đại biến, bất giác lùi lại nửa bước, thực hiện tư thế cảnh giới. Cự hán không để ý đến động tác của lệ phi vũ, mà bước thêm một bước, trở về đứng sau lưng của hàn lập, im lặng không chút nhúc nhích, tựa như từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi đó. Lệ phi vũ lúc này mới thở phào một hơi, thu lại tư thế phòng bị, hắn nhìn lam y nhân đang nằm dưới đất, nhòm nhòm vào Hàn Lập từ nãy tới giờ vẫn giữ thần tình thản nhiên, rồi đột nhiên cười. Ta nói người tại sao lại chấn tĩnh được đến như thế? Hóa ra ẩn giấu một vị đại cao thủ ở bên cạnh A Hát. Sao không sớm nói với ta, làm cho ta căng thẳng bao nhiêu lâu? Ngoài mặt thì lệ phi vũ nói rất nhẹ nhàng, những bên trong lòng đang thầm thì, bắt đầu đoán về quan hệ của Hàn Lập với vị cự hàn áo xanh. Hàn Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương, nhưng không có ý giải thích, mặt gã hiện lên vẻ như cười mà không cười, Chậm rãi nói, tên làm y chấp pháp này chắc biết được không ít tin tức, hai người bọn ta ai tra khảo đây. Ta thấy lệ đại đường chủ người tốt hơn nhiều so với ta, giao cho người nhé. Lệ phi vũ thấy hàn lập chặn đầu, không có ý muốn giới thiệu cho hắn làm quen với cự hán, trong lòng có chút bất cam. Nhưng, hắn đối với việc tra khảo tên chấp pháp cũng có chút hứng thú, nghe hàn lập nói thế, cũng thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng luôn. Lệ phi vũ dựng làm y nhân đang hôn mê dậy, nhẹ nhàng tiến vào trong rừng cây bắt đầu sự nghiệp bức cung của hắn, Hàn Lập thì đặt mông ngồi xuống bãi cỏ, bắt đầu chờ đợi. Không quá lâu, Lệ Phi Vũ với vẻ mặt âm trầm từ trong rừng bước ra. Sao nhanh thế, có tin tức nào hữu dụng không? Hàn Lập không đứng dậy, nhíu mày, trực tiếp mở miệng hỏi. Hừ, là một gã gia hỏa tham sinh ý tử, ta vẫn chưa cần động thủ, đã khai ra toàn bộ rồi. Tin tức có hai loại, một tin tốt, một tin xấu. Người muốn nghe tin nào trước? Lệ Phi Vũ buồn bực nói nói tin tốt trước đi, nghe xong có thể cao hứng một chút. Hàn lập lộ rõ vẻ không quan trọng, tin tốt chính là, người đã đoán đúng về kế hoạch của dã lang bang. Đối phương quả nhiên đều vây khốn tất cả các ngọn núi, không hề chủ động tấn công, mà đem hết chủ lực điều tới Lạc Nhật Phong, liều chết tiến công, nghe nói đã hạ được mấy cửa quan rồi. Những lời này, Lệ Phi Vũ nói một cách bình thản, xem ra hắn không hề quan tâm đến an nguy của tầng lớp cao cấp. Tin tốt là như vậy, không cần hỏi, còn tin xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi. Hàn lập dùng tay sờ sờ mũi, tự nhủ, cái miệng quả đen của ngươi nói thật sự chính xác, tin xấu chính là, địch nhân tấn công lên núi lần này ngoại trừ dã lang bang, còn có một số bang phái nhỏ thiết thương hội, đoạn thủy môn, xem ra môn phái chúng ta thực sự là đại nạn lâm đầu rồi. Hàn lập nghe xong liền sửng sốt, xem ra tin này cũng nằm ngoài dự liệu của gã. Đừng quan tâm tới số người tiến công là bao nhiêu, trước hết hãy nhanh cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của ngươi hội họp, thừa dịp bên ngoài đang hỗn loạn đi nhanh lên hàn lập không sửng sốt quá lâu ngay lập tức đưa ra quyết định lệ phi vũ vội vàng gật đầu đồng ý kiến nghị này chính là đúng với ý của hắn tên gia hỏa kia người giải quyết thế nào hàn lập đột nhiên hỏi một câu diệt khẩu rồi còn mang theo hắn làm gì lệ phi vũ đầy vẻ không quan tâm nói hàn lập nghe xong liền mỉm cười một tay chống xuống đất người liền từ bãi cỏ nhẹ nhàng đứng dậy đi thôi tận lực mà tránh địch nhân nếu như thực sự tránh không được, liền đem những người phát hiện ra chúng ta giết cho sạch, không cần thủ hạ lưu tình, không thì người của chúng sẽ càng ngày càng tới đông. Lời nói của Hàn Lập rất nhẹ nhàng đơn giản, những hàm ý bên trong thì đằng đằng sát khí, tràn ngập mùi máu tươi. Tại địa phương cách thần thủ cốc khoảng mấy dặm đường, bên trong sân nhà của Lý trưởng lão, lúc này tụ tập rất đông người. Đám người này có nam có nữ, già có trẻ có, xem ra bọn họ không hề biết chút nào về võ công, nhưng đều đang thấp giọng bàn luận cái gì đó ngoài ra trên mặt ai cũng mang vẻ âu sầu lo lắng. Gần trong sân, có 20 vị thanh niên, thân mặc hắc y, tay cầm đao kiếm, đang cảnh giới bốn phía, cùng với mấy người tay không tắc sát ở trong sân tạo thành cảnh tượng thật bắt mắt. Bên trong phòng khách của khu nhà, có hai người đang tranh luận vấn đề gì đó. Ta không đồng ý với việc phái người ra bên ngoài, phòng vệ của chúng ta tại nơi này không mạnh, lại phái thêm người ra ngoài, càng khiến cho yếu đi. Không được, tuyệt đối không được. Một trung niên bụng to mập mạp, Phun cả nước miếng ra ngoài, đồng thời đầu lắc nguầy nguậy, đang kiên quyết phản đối vấn đề gì đó. Nhưng chúng ta không biết là cuối cùng ngoài kia đang phát sinh chuyện gì, không phái người đi tìm hiểu một chút, khác gì bôi đen hai mắt, một chút tình huống cũng không biết, thật quá là bị động. Cùng với người kia tiến hành tranh luận, chính là ái đồ của Lý trưởng lão Mã Vinh. Bị động thì bị động, ngoài kia phát sinh chuyện gì có quan hệ tới ta sao? Đối với ta mà nói, an toàn của nơi đây là quan trọng nhất. Lẽ nào ngươi dám kháng mệnh? Trung niên mập mạp nháy đôi mắt nhỏ vài cái, đột nhiên từ trong ngực rút ra một kim sắc yêu bài, ở trước mặt của Mã Vinh lóa lên một lúc, rồi sau đó trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược. Mã Vinh đưa mắt nhìn gã mập ở trước mặt, lại nhìn nhìn yêu bài, thở dài một hơi, chắp tay xá, không dám, tại hạ khẩn tuân thượng mệnh. chương 80, Ngộ Địch, cái lệnh bài này chính là tín vật thiếp thân của vương môn chủ, có nó tự có khả năng tạm thời hiệu lệnh các đệ tử dưới trưởng lão, mà kẻ mập mạp này chính là thân tín bên người của Vương Môn chủ, nghe nói hắn là con cô con cậu khá gần, cho nên nếu Vương Môn chủ có khẩu tín, mệnh lệnh gì đều là thông qua người này truyền đạt đến. Trước đó không lâu, người này được Vương Môn chủ ban cho lệnh bài này, tới nơi đây thỉnh Lý Trưởng lão lên núi nghị sự, nhưng sau khi truyền xong mệnh lệnh, nghĩ đến việc lập tức chạy trở về khi mặt trời lặn xuống sau núi, có điểm quá khổ cực, liền dựa vào sủng tín của mình, khăng khăng đòi ở lại Lý Trạch nghỉ ngơi một hồi, sau sẽ trở về trên núi. Lý trưởng lão dưới tình huống bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn chính là đáp ứng hắn, mà chính mình không dám chậm trễ, mang theo trương tụ nhi cũng phải tên đệ tử khác, vội vã chạy tới lạc nhật phong. Kết quả không bao lâu, trên núi xảy ra đại biến, tên mập này nhát gan vô cùng, tự nhiên càng không muốn trở về một mình. Những người trong viện tử, hầu hết đều là thành viên gia đình của bang chúng thì ở tại phụ cận của thất huyền môn, bọn họ phần lớn không biết phó công, bởi vậy khi hỗn loạn xảy ra đồng thời, những người này đều trở nên kinh hoàng, thất thố, không biết làm thế nào cho tốt. May mắn Mã Vinh có chủ ý, hắn vội vàng thỉnh cầu lệ phi vũ lưu lại hơn 20 thủ hạ để hỗ trợ, đem những người này tập trung lại với nhau, để ngừa chạy loạn trong đêm tối sẽ gặp cái gì bất chắc. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, chính là ở tại phòng ốc đang được xây dựng trên vùng bằng phẳng ở trong núi, cho nên mặc dù nghe được âm thanh báo động và tiếng giết, giết, nhưng đối với chuyện cụ thể phát sinh bên ngoài, những người nơi này lại không biết. Cho nên sau khi Mã Vinh hoàn thành hết thảy việc này, định phái những người này đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Tại thời điểm đó tên mập không biết chút nào võ công này lại xông ra, hắn chẳng những ngăn trở việc dò xét cử động, tình hình của địch, mà còn ỉ vào lệnh bài tước đoạt luôn quyền chỉ huy đối với ngoại đường đệ tử, sau đó định co rụt ở chỗ này, biệt tai nhắm mắt, chuyện gì cũng không làm. Mã Vinh biết rõ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình hình địch, hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp, nhưng đều bị tên mập nhát chết đến cực điểm này dùng lệnh bài mà vương môn chủ cấp cho, đè ép xuống, thậm chí ngay cả Mã Vinh tự mình đi dò xét cũng không cho, xem ra hắn cũng đem Mã Vinh trở thành một công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng của mình. Cứ như vậy, ở trong phòng khách Mã Vinh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, di chuyển loạn lên, nhưng lại không có biện pháp nào đối với tên mập cái gì cũng không hiểu này. Phải biết rằng tại thất huyền môn không nghe thượng linh, tự tiện hành động, tội danh là rất lớn, nhẹ thì phế đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, nặng thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị hình phạt đao chảm bởi vì hắn biết rõ đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên ngoài rất có thể bổn môn đã đến lúc sinh tử nhưng chỉ ở đây không thể làm gì trong lúc mã vinh hận không thể một trưởng đánh chết tên thượng cấp trước mặt này thì hàn lập cùng lệ phi vũ lại không biết một chút nào hết thảy sự việc phát sinh nơi đây vẫn còn hướng tới nơi này cấp tốc chạy tới dọc đường đi bọn họ thấy dấu vết của địch có khả năng tránh được thì tránh trốn được thì trốn tận lực che giấu hành tích của mình cho đến khi cách chỗ ở của Lý trưởng lão hơn một dặm thì bị một nhóm người áo xanh chặn đầu, không có cách nào ẩn thân thêm nữa, rút cuộc cùng địch nhân lần đầu tiên tiếp xúc chính diện. Hiện tại có 10 tên cầm cương đao, từ bốn phương tám hướng xông tới bao vây, đem bọn họ vây ở giữa. Từ trên bộ pháp hành tàu nhìn ra, trong đó đại bộ phận mấy tên trên ống tay tay áo có một đạo bạch tuyến võ công kém cỏi nhất, mà hai gã trên ống tay áo có hai đạo bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều, nhưng cao nhất chính là tên có ba đạo bạch tuyến, trên mặt có vết sẹo, hắn hiển nhiên chính là đầu mục của đám người này. Tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy người bị vây khốn dưới tay của mình, hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Điều này cũng khó trách, trong mấy người này, lệ phi vũ bây giờ đầu tóc rối bời, dơ giấy nhếch nhác, thoạt nhìn giống như đầu bếp trên núi, mà hàn lập hai mắt vô thần, da tay ngăm đen, không giống kẻ có võ công, duy nhất có thể mang đến áp lực cho bọn hắn chính là kẻ có thân hình cao lớn, đầu đội nón che chính là khúc hồn trên người vẫn còn vết máu loang lỗ. Ba người bất luân bất loại đứng chung một chỗ, làm cho tên đầu mục danh tiếng tự nhận là giang hồ lão luyện này cũng có chút buồn bực. Hắn đem ánh mắt để phòng hướng tới mấy kẻ dưới tay, sau đó cao giọng hướng về phía đối diện hô, bất kể các ngươi là ai, thất huyền môn bây giờ đã hết rồi, các ngươi đầu hàng đi, có khả năng tha chết cho các ngươi. Hàn lập cười một cái, xoay mặt nói với lệ phi vũ, ai động thủ. Ngươi hay là khúc hồn, lệ phi vũ vừa nghe, hai tròng mắt hung quang chợt lóe lớn tiếng nói từ phục sức mấy tên này xem ra đúng là đệ tử sơ đẳng của đoạn thủy môn ta đã bị bọn dã lang bang truy sát một thời gian dài trước tiên để cho ta phát xuất sự phẫn hận trên người bọn họ đi thêm nữa vũ khí của bọn họ vừa lúc ta dùng hợp nói xong người kia như cầu vòng vọt ra ngoài trong nháy mắt đã tới trước mặt tên áo xanh cách hắn gần nhất tên nọ thất kinh vừa định vũ động cương đạo nhưng chợt thấy trong tay nhẹ bấng đao đã ở trong tay địch nhân đối diện rồi hắn hoảng loạn vội vàng lùi lại, song đã muộn, một đạo bạch quang xẹt qua trước mắt, thân thể hắn đã tách rời làm hai. Chuỗi động tác liên tiếp của lệ phi vũ, khéo léo hoàn hảo, nhanh như thiểm điện, làm cho đám đệ tử đoạn thủy môn còn lại chưa kịp phản ứng, đã bị lệ phi vũ đoạt đao, giết người. Đám người còn lại sắc mặt đại biến, đặc biệt là tên cầm đầu mặt sẹo, bởi vì hắn võ công cao hơn nhiều so với những người khác, nên tâm tư hắn cũng lợi hại nhất. Hắn rất rõ ràng, biết mình đã gặp phải cao thủ, căn bản là bọn hắn không có khả năng chống lại, bởi vậy hắn rất quyết đoán ra lệnh. Toàn bộ lui lại, có thể chạy một người thì chạy một người, mau phát tín hiệu, kêu cao thủ tăng viện. Những lời này nhắc nhở những tên áo xanh khác, bọn chúng ầm ầm một chút, từ tư thế vây bắt lúc đầu, chuyển qua chạy trốn tứ tán, hướng bốn phương tám hướng đào thoát, có vài người một bên thì chạy, một bên thì đem tay sờ vào lòng ngực, xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo. Tên áo xanh có hai đạo bạch tuyến chạy nhanh nhất nhô lên hụp xuống vài cái đã trốn ra xa ngoài mấy trượng hắn trong lòng mừng thầm nghĩ rằng mình có hy vọng chạy thoát nhưng chợt thấy lạnh sau gáy một đoạn kiếm bén nhọn dài nửa tấc từ yết hầu đâm ra sau đó lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung hắn không nhịn được hoảng sợ muốn lên tiếng kêu to nhưng cảm giác được toàn thân giống như bị rút hết sức lực trở nên mềm nhũn không có chút khí lực nào tiếp theo trơ mắt nhìn thân thể chính mình từ từ ngã xuống mặt ngửa sụi lơ trên mặt đất đã không thể động đậy nữa lúc này hắn mới hiểu được mình cũng bị người từ sau phía sau thân đâm một kiếm xuyên qua ít hầu tên áo xanh này rất không cam lòng hắn rõ ràng đã chạy thoát xa rồi như thế nào lại chết nhanh như vậy hắn cố sức đem đầu quay hướng một bên rút cuộc thấy được một màn cuối cùng trước khi chết một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau lưng một tên áo xanh thoát ra xa nhất sau một kiếm phiêu phiêu bóng đen có chút nhoáng lên rồi biến mất sau đó lập tức xuất hiện phía sau một gã đồng môn khác lại cùng một dạng bạch quang hiện lên lúc này một kiếm lại xuyên qua ít hầu từ phía sau Thân thể hắn giống như mình ngã xuống trên cỏ, từ cuống họng máu tươi phun ra ngoài. Sau khi nhìn xem hết thảy điều này, tên áo xanh mới mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, bởi vì hắn biết tự mình cũng sẽ không cô đơn, rất nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn, bóng đen kia quỷ mị sẽ không tha một người nào trong bọn họ. Chương 81, Cổ Thiên Long. Kim Lang Cổ Thiên Long lúc này rất tự mãn, khuôn mặt bình thường tái như thảm đạm, bởi vì quá hưng phấn mà hiện ra vài nét hồng hào. Cũng khó trách hắn có bộ dáng như vậy dù sao đại địch của dã lang bang là thất huyền môn, dưới sự tính tuần tỉ mỹ của hắn, đã trực tiếp bại dưới tay hắn, điều này làm cho kẻ đứng đầu dã lang bang như hắn, làm sao mà không đắc ý cho được. Hắn hiện tại đứng ở sườn núi Lạc Nhật Phong, xung quanh có rất nhiều hồng y thiết vệ của dã lang, gần 60 thiết vệ này, đều là do hắn tốn hao tâm huyết tỉ mỉ bồi dưỡng trong số các binh sĩ, chẳng những mỗi người võ công đều tinh thuần mà còn trung tâm, đối với hắn tuyệt không hài lòng. Nhóm người này đều được tự hắn trí bảo, bình thường cũng không sử dụng khi tranh đấu nhưng lúc này hắn lại đem toàn bộ theo bên người chính là để chấn áp nếu không thiết thương hội đoạn thủy môn mấy bang phái nhỏ kia làm sao có thể cúi đầu nghe lệnh dù sao các bang phái này cũng không muốn giã lang bang lớn mạnh nhất mà hy vọng hai thế lực lớn luôn luôn tranh đấu hoặc cân bằng nhau như vậy bọn họ mới có thể có đường mà sinh tồn nếu không phải cổ thiên long dùng thế sấm không kịp bưng tai đột nhiên đem gia đình của các đầu mục bang phái này không chế trong tay ngoài là còn dùng lợi ích lớn hứa hẹn thì các bang phái nhỏ này sự là sớm đã nổi loạn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, mười mấy tên thủ lĩnh các bang phái nhỏ đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa. Những người này đều cúi đầu ủ rũ, vừa thấy cổ thiên long nhìn lại, không trợn mắt nhìn lại, thì cũng lẩn tránh không dám nhìn lại. Nhìn thấy tình hình như vậy, cổ thiên long trong lòng cũng lạnh lùng cười, quay đầu lại, trong đầu không khỏi bắt đầu lo lắng sau khi bắt được thất huyền môn, lên kế hoạch làm sao gồm thâu các bang phái nhỏ này. Phía trước cổ thiên long, có gần ngàn người mặc đồ nhiều màu tay cầm vũ khí, đang như bầy ong tấn công vào thất huyền môn, những người này đội hình tán loạn, cũng không có bất cứ sự phối hợp nào, do đó thương vong cũng không ít. Nhưng cổ thiên long cũng không cần, người đang tiến công cũng không phải là người của giã lang bang, mà là bang chúng của các bang như thiết thương hội, đoạn thủy lưu, hắn vốn cũng không trông cậy vào những người này có thể dánh thủng tuyến phòng thủ của lạc nhật phong, là một cứ điểm rất hiểm ác, chỉ là muốn dùng đám người này để làm hao phí tinh lực của những người thủ quan, sau đó mới dùng lực lượng tinh nhuệ của bang mà tấn công một kích chí mạng. Vừa nghĩ đến liên châu nó, khuôn mặt thanh tú của cổ thiên long cũng lộ ra vẻ vui sướng. Nhắc tới giã lang bang có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong như thế, cũng là nhờ vũ khí giết người lợi hai này. Nếu không làm sao có thể bắn sách đội ngũ đàm phán của đối phương, ngay cả những cứ điểm tại lạc nhật phong này cũng sẽ làm cho giã lang bang tổn thất không ít nguyên khí. Đối với kế hoạch gồm thâu các bang phái nhỏ sau này cũng hết sức bất lợi, mà loại vũ khí này Cổ Thiên Long cũng không tốn chút sức lực nào để có được, là hắn có được khi ở trong nhà cứ như là từ trên trời rơi xuống. Mỗi khi Cổ Thiên Long nhớ tới việc này, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng. Đó là chuyện 3 tháng trước, lúc ấy hắn đang ở tổng bộ lên kế hoạch hành động lần này, đột nhiên có một người lính tự xưng là thân thích của hắn xin gặp, hắn cũng có chút kinh ngạc, cũng gặp người đó, kết quả đúng là một người anh họ của hắn. Nguyên mười mấy năm trước đời trước của dã lang bang khi vẫn còn là mã tặc, có một nhóm người bị quan phủ chiêu an, người anh họ này cũng ở trong đó, kết quả đã nhiều năm qua, người anh họ này cũng lên được tới chức phó tướng. Ngày nay người anh họ là phó tướng này, trùng hợp vận chuyển một số vật tư đi Kính Châu, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe nói cổ thiên long là bang chủ của dã lang bang, tự nhiên muốn ghé thăm người em họ này một chút. Hai người vừa thấy mặt tự nhiên cảm khái ân cần thăm hỏi, sau đó kể cho nhau nghe kinh nghiệm bao năm nay, nghe đến cổ thiên long nhắc tới gần đây phát sinh xung đột với thất huyền môn, mới nói cho dù đối phương có ngạo nghế đến đâu thì chỉ cần hơn trăm cây liên châu nó của hắn là có thể đem thất huyền môn từ trên xuống dưới giết sạch. Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe thì có ý, cổ thiên long trong lòng vừa động, liền thử thăm dò hỏi người anh họ này có thể cho hắn một ít liên châu nó hay không. Đối phương nghe xong mỉm cười, cũng rất thẳng thắn nói với cổ thiên long, trong số vật tư hắn vận chuyển xây chung có khá nhiều liên châu nó, cũng không phải là không thể cho hắn, chỉ là cần phải có một số ngân lượng để bịt miệng mọi người, hơn nữa cũng không thể cho nhiều được. Cổ Thiên Long nghe vậy mừng rỡ, lập tức xuất ra hai vạn lượng bạc, đổi lấy 300 liên châu nó từ người anh họ này, rồi giao cho kẻ Tâm Phúc bảo quản cẩn thận để sử dụng, do đó mới có thắng lợi liên tiếp như ngày hôm nay. Phá rồi, đã phá được rồi, những tiếng hô kinh thiên động địa là cho Cổ Đại Bang chủ từ trong trầm tư sự tỉnh lại. Hắn hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên núi, chỉ thấy trên đó vốn cắm cờ của Thất Huyền môn nay đã đầy người của các bang phái nhỏ, thật sự đã bị công phá. Cổ thiên long hơi cao mày, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo lực phòng thủ của các cứ điểm trước đó, cửa ải cuối cùng này đáng lý ra là phải khó công mới đúng. Làm sao mà chỉ trong chốc lát đã bị đám quân tạp nhạp này công phá, chẳng lẽ là có âm mưu gì đây? Thân sắc của hắn trở nên âm trầm, phàm là người quen thuộc cổ đại bang đều biết, đó là biểu hiện khi trong lòng hắn không vui, nếu như lúc này mà chọc giận hắn, sợ rằng muốn không chết cũng khó. Ồ, nếu đã phá tại sao không đi lên một thanh âm khó nghe vang lên trong giọng nói cũng không có ý tôn kính cổ đại bang chủ chút nào theo lý thuyết cổ thiên long hẳn là sẽ giận dữ nhưng lúc này cổ bang chủ lại quay người rất cung kính hồi đáp trương tiên sư ta thấy lần phá quan này có chút kỳ quái sợ rằng có âm mưu gì đó ở trong cho nên cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất sợ cái gì có ta ở bên cạnh ngươi chỉ bằng những người này có thể làm bị thương ngươi sao mau đi mau đi Ta đã ở đây cả đêm rồi, buồn muốn chết được, giải quyết bọn người thất huyền môn kia sớm một chút. Lão nhân gia ta cũng sớm được nghỉ ngơi thanh âm này cũng không giả nua, nhưng lại có giọng điệu rất kẻ cả, nghe xong khiến người ta cực kỳ chán ghét. chương 82, Kim Quang Thượng Nhân, người nói chuyện giang đứng bên cạnh cổ thiên long, là một người cao ba thước tên Chu Nho. Chu Nho này mới hơn 40 tuổi, trông tướng gầy ốm, hắn mặc hồng bào thêu chỉ vàng, ngón tay, trên cổ đeo đầy nhẫn và dây chuyền vàng, bên hông còn đeo mấy cái chuông vàng, trong khi nói chuyện trong miệng kim quang lập lè, xem ra trong đó cũng không ít răng vàng, từ bề ngoài cho thấy, mười phần là khoe khoang. Giờ phút này vẻ mặt của hắn không kiên nhẫn, hiển nhiên đối với sự sợ trước sợ sau của cổ thiên long rất là bất mãn. Chu nho này trông có vẻ hèn mọn như vậy, trang phục lại như một gã chủ đất, mà lại đối với cổ thiên long bất kính như thế, làm cho các thiết vệ xung quanh không khỏi trợn mắt nhìn người này. Chu nho này cũng thấy được sự bất mãn của thiết vệ, nhưng hắn hắc hắc cười lạnh một tiếng, căn bản không đáng để ý tới, ngược lại ngạo nghễ nói với cổ thiên long. Cổ bang chủ, người đem ba ngàn lượng hoàng kim, mời bổn thượng nhân từ xa đến đấy, không phải là chỉ để đi chơi một đêm chứ. Muốn ta ra tay đối phó với người nào, bây giờ có thể nói rõ ra. Không phải là nhờ ta đối phó với môn chủ thất huyền môn chứ, đối thủ yếu như vậy người có thể tự giải quyết, cần gì phải đem hậu lễ mời ta ra tay. Nếu chỉ một môn chủ thất huyền môn thì cũng không nhọc tiên sư ra tay, ta mời tiên sư đối phó chính là ba vị sư thúc của môn chủ thất huyền môn ba người mặc dù đã sớm tuyên bố quy ẩn nhưng kỳ thật vẫn ẩn cư trong mật thất của lạc nhật phong vượt qua sinh tử quan bây giờ công lực sợ rằng sớm đã tiến vào hóa cảnh không phải là cao thủ bình thường có thể ngăn cản được chính là chó dựa lứa ẩn nhất của thất huyền môn lúc này cũng là mời tiên sư đối phó với những người này cổ thiên long rất khiêm nhường không có một chút sao lãng nào phải biết rằng chu nho này trong lúc vô ý hắn được người trong đạo quan giới thiệu người này tự xưng kim quang thượng nhân, pháp lực vô cùng, cũng đã tự mình biểu diễn cho hắn xem thuật phi kiếm và kim cương bất hoại công. Hắn đã chính mắt thấy uy lực của hai loại pháp thuật này làm cho chấn động, biết đối phương chính là người tu tiên trong truyền thuyết, trong lòng xuất hiện ý muốn làm quen. Khi biết người này rất mê vàng, hắn lập tức cho người đem đến một lượng vàng lớn, cũng có ý nịnh nọt, rốt cục đã đánh động được đối phương, hứa là sẽ ra tay giúp đỡ hắn một lần. Bởi vậy cổ thiên lòng đối với chu nho này lúc nào cũng giữ lấy vãn bối, đối với vẻ từ cao tự đại tuyệt không dám có ý chán ghét hắn cũng rất rõ ràng kim quang thượng nhân này cũng không phải một dã lang bang nho nhỏ của hắn có thể đối kháng được kim quang thượng nhân sau khi nghe xong ha ha cười một trận đợi tiếng cười ngừng lại hắn mới ngạo mạn nói mấy người tục nhân mà thôi cứ giao cho ta đi cho dù bọn họ công lực cao tới đâu võ nghệ tới mức nào cũng không phải là đối thủ phi kiếm của ta người cứ việc yên tâm đã có tiên sư người thù lao của tiên sư ta cũng không dám thất lời sau khi việc thành ta tình nguyện đem hai ngàn lượng hoàng kim làm lễ cổ thiên long mừng rỡ, vội vàng tăng thù lao lên không ít, hắn cũng biết đối phương cũng không phải hạng người thiện lương gì, dùng vàng nói chuyện vào tốt nhất. Kim quang thượng nhân nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn hài lòng gật gật đầu, hiển nhiên đối với cổ đại bang chủ rất là hài lòng. Đã có sự cam đoan của kim quang thượng nhân, cổ thiên long cũng không trần chờ, lập tức ra lệnh người của giã lang bang tất cả đều tiến lên đỉnh lạc nhật phong, chuẩn bị tấn công tổng đường thất huyền môn thất huyền điện bởi vì có rất nhiều người xông lên núi cho nên cổ thiên long cùng với thiết vệ của hắn cũng phải mất một khoảng thời gian mới lên được tới đỉnh núi cổ bang chủ lần đầu tiên thấy được tổng điện của kẻ đối đầu nhưng vẫn bị sự to lứa ẩn của thất huyền điện làm cho kinh hãi hắn bây giờ cảm giác thấy tổng đàn của dã lang bang so với tổng đàn của người ta quả thực như là một cái ổ chó thật sự là thảm không chịu được chỉ thấy trên đỉnh lạc nhật phong có một khoảng đất rộng mấy mẫu trên đó có mấy tòa thạch điện được dựng lên từ những phiến đá xanh cực lớn một lớn sáu nhỏ Mặc dù đang đêm, bởi vì ánh nước nhìn không rõ toàn cảnh, nhưng cái khí thế thuần túy là cao lớn, hùng vĩ tráng lệ này, cũng làm người của dã lang bang cùng với các bang phái nhỏ mới tới cũng ngẩn người ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không lập tức tiến công, mà chỉ vây quanh mấy tòa thạch điện này, đến một giọt nước cũng không thông. Đối phương dù sao cũng là môn pha đã truyền thừa hơn 200 năm, tài lực cũng không phải một bang phái mới quật khởi hơn 10 năm nay có thể so sánh được, thật sự là xa xỉ hào hoa. Cổ Thiên Long không khỏi thầm nghĩ hắn lập tức ra chủ ý chỉ cần diệt được thất huyền môn hắn sẽ lập tức rời tổng đàn đến đây chỉ có kiến trúc hùng vĩ như vậy mới có thể phù hợp với thân phận bá chủ một phương như hắn cổ thiên long nhìn một chút lối vào tối đen của chủ điện rồi lại nhìn thuộc hạ ở bốn phía xung quanh rốt cuộc tay phải cũng chậm rãi đưa lên trong phút chốc cả tòa lạc nhật phong thượng trở nên im lặng không tiếng động ánh mắt mọi người đều chăm chú vào tay của hắn bọn họ đều biết chỉ cần bàn tay này hạ xuống cuộc chiến tiêu diệt phòng tuyến cuối cùng tổng đường thất huyền môn sẽ bắt đầu. Khoan đã, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong lối vào tối đen truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Sau đó có tiếng bước chân, từ bên trong truyền ra, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, một trung niên quần áo màu trắng xuất hiện ở lối vào, trên đầu có cắm một thanh mộc châm, toàn thân trên dưới chỉ có một thanh trường kiếm vỏ màu trắng, sắc mặt tái nhợt, song hai tròng mắt lại lấp lánh có thần, ánh mắt giống như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người khác, làm cho người ta không lạnh mà run. Hắn đi ra chừng 10 trượng, rồi ngừng lại, chậm rãi đánh giá đám người đang vây xung quanh, trên mặt không chút sợ hãi. Cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào cánh tay đang giơ lên cao của Cổ Thiên Long, sau đó ánh mắt lại từ bàn tay di chuyển sang mặt của Cổ Thiên Long. Cổ Thiên Long người trung niên này gọi thẳng ra tên của Cổ Đại Bang chủ. Vương Tuyệt Sở Cổ Thiên Long cũng không yếu thế gọi ra thân phận của đối phương. Nói đến, hai người chúng ta thân là chúa tể một phương, nhưng thật ra lần đầu tiên mặt đối mặt gặp nhau có phải hay không vương đại môn chủ cổ thiên long dùng một loại giọng điệu đặc biệt trên khóe miệng nổi lên vẻ trào phúng sau đó từ từ đưa bàn tay phải rụt trở về vương tuyệt sở không chút biểu tình nhìn cổ thiên long không nói lời nào không khí tựa hồ bắt đầu khẩn trương vương môn chủ một mình ra đây chẳng lẽ là định đầu hàng sao cổ thiên long thanh âm có vẻ cười cợt cười nói không sai Ta vốn định cùng ngươi thương lượng về việc đầu hàng thất huyền môn môn chủ vương tuyệt sở, giống như người băng lạnh lùng hồi đáp. Chương 83, đại hám tịnh, ngươi thật định đầu hàng? Cổ Thiên Long cảm thấy có chút bất ngờ. Đầu hàng là đầu hàng, bất quá chúng ta hai phương ai đầu hàng ai thì vẫn chưa biết. Vương Môn chủ hai tròng mắt híp lại một chút, tay tùy ý đặt lên trên chuôi kiếm, chậm rãi nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Long sắc mặt trầm xuống, hắn lại vung tay lên, ra dấu nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên, tạo thành nửa vòng tròn vây quanh vương tuyệt sở, đồng thời lấy từ sau lưng ra liên châu nó, trên đầy những tên lóe thanh quang chĩa thẳng vào người này. Xem ra chỉ cần cổ thiên long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết vương tuyệt sở tại chỗ. Người cho là bổn môn sau khi đem tổng đường lên lạc nhật phong, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có ngoại địch xâm lấn, mà không có cách nào ngăn cản sao. Vương môn chủ đối với các tên nó này đều không xem ra gì, trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm uy hiếp. Nghe nói như thế, cổ thiên long trong lòng khẽ trầm xuống, trong đầu có một dự cảm không rõ lắm, hắn cũng không có ngắt lời đối phương, tiếp tục âm trầm nghiêm mặt, muốn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Đem bổn môn rời đến đây chính là để thất đại môn chủ lý môn chủ, bản thân chừng những hùng tài đại lược, hơn nữa am hiểu thổ một cơ quan thuật, cũng được xưng là một đời kỳ tài nói tới đây, vương môn chủ dừng lại một chút, trên mặt hiển ra vẻ mặt vài phần khâm phục. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục mở miệng nói. Lý môn chủ chọn lạc nhật phong làm tổng đường của bổn môn là có hai nguyên nhân, một là ngọn núi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, là nơi phòng thủ cực tốt, hai là bởi vì trong lòng núi, lại có càn khôn, đó chính là một động nhũ đá cực lớn thiên nhiên hình thành. Động này vô cùng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả hai phần ba trong lòng của lạc nhật phong này. Thấy kỳ cảnh này, Lý môn chủ liền sinh ra một kế, hắn lợi dụng thổ mục thuật của mình, kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi biến thành một cái bẫy cực lớn của thiên nhiên. Bây giờ, chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, cả tòa núi này sẽ lập tức sụp đổ, chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây. Vương Môn chủ sau khi nói xong những lời này, liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà nhìn đám người đang vây xung quanh hắn. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên không tin lời của đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối phương. Mà những người khác nghe được những lời này, cũng không tự chủ được sao động hẳn lên, bọn họ thấp giọng nghị luận, nhiều người có chút cơ trí thậm chí bắt đầu hướng tới lối xuống núi duy nhất mà di chuyển tới, chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra, lập sẽ chạy như điên xuống núi. Toàn bộ im lặng, ai lộn xộn, ồn ào, giết không tha. Cổ Thiên Long rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy đã biết đám người ở ngoài cũng chỉ dựa vào lời nói một mặt của đối phương đã xảy ra náo loạn trong lòng không khỏi nổi giận hắn biết nếu như không lập tức khống chế cục diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế lập tức không suy nghĩ nữa cao giọng hạ lệnh lệnh của cổ thiên long đưa ra được kẻ dưới tay thân tín của hắn lập tức chấp hành liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đang cố gắng thoát đi khỏi nơi này những người khác tất cả đều bị đe dọa mà đứng lại sao động lập tức bình ổn trở lại bất quá trong lòng cổ thiên long hiểu rất rõ loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài tạm thời mà thôi nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người của bang hắn hay là của các bang phái khác, cũng sẽ không an tâm mà ở đây, sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy. Ngươi không phải chỉ dựa vào một lời nói của ngươi, mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ? Cổ Thiên Long ngăn trận sự tức giận trong lòng, chuẩn bị tự mình vạch trần lời dối trá của đối phương. Đương nhiên là không phải, ta có chứng cớ cho các ngươi chính mắt thấy một chút, bất quá các ngươi nghe cho rõ nếu có người sau khi thấy ra chứng minh xong chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tiến công ta sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra để cho tất cả mọi người chúng ta đồng quy vô tận vương tuyệt sở trong lời nói tràn ngập sát khí ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ cổ thiên long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở đáng tiếc người đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng dấu hiệu gì cũng nhìn không được càng không có chút biểu hiện sợ hãi nào điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ đối phương nói là sự thật thật sự là có hậu trước như vậy sao khởi động cơ quan thứ hai vương tuyệt sở đột nhiên quay đầu lại về chủ điện lớn tiếng ra lệnh sau đó hắn quay đầu sang một bên bắt đầu nhìn chằm chằm vào một gian thạch điện nhỏ không hề để ý tới cổ thiên long nữa cổ thiên long thấy đối phương coi rẻ mình như thế không nhịn được sự giận dữ hắn cố nén sự chứa tức giận trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần chứng cứ của đối phương không thể làm mình hài lòng hắn sẽ lập tức hạ lệnh đem vương môn chủ này bắn thành người nhím bất quá vương tuyệt sở vừa nhìn chằm chằm vào tòa thạch điện vừa có những cử động kỳ quái cũng khiến cho đám người dã lang bang chú ý bọn họ không tự kìm hãm được đem ánh mắt tụ lại nơi đó muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ có chuyện dị thường gì phát sinh trong lúc đám người dã lang bang đều thấp thỏm bất an ai cũng không chú ý tới phía bên ngoài vòng vây có hai người mặc trang phục của đoạn thủy lưu đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm hàn lập người nói môn chủ chúng ta nói là thật hay là giả chẳng lẽ lạc nhật phong thật sự thật sự trống rỗng bên trong ta trước kia đã tới mấy lần tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy có chỗ nào như vậy chẳng lẽ là vương môn chủ đang nói dối bọn họ muốn trì hoãn thời gian có thể một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên đang trầm mặc đang cố gắng nói không ngớt tựa hồ hắn phi thường muốn cho đối phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng hai người này không phải là người bên ngoài đúng là Hàn Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý Trưởng Lão. Trường Lão. chương 84, Địa Động Sơn Diêu, lúc đầu vì sợ đệ tử đoạn thủy môn này chạy trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàn Lập không thể không tự mình ra tay, đồng thời sử dụng la yên bộ cùng ngự phong quyết, dễ dàng trong nháy mắt, giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu còn muốn tiếp tục ra tay cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lúc này hắn mới biết được thực lực chân chính của Hàn Lập. Lệ Phi Vũ tỉnh sực tỉnh. Tưởng rằng Hàn Lập có thể có thân thủ kinh người như thế, tất cả đều là nhờ tu luyện chát nhãn kiếm pháp. Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng tại chỗ, lập tức ý niệm trong đầu muốn tự phế công lực, chuyển sang tu luyện chát nhãn kiếm pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo, bất luận là thời gian hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào. Vì vậy, trên đường đi lệ phi vũ không ngừng nói những lời ghen tuôn trong lòng với Hàn Lập, ca thán Hàn Lập số đỏ, lại học được một môn tuyệt học như vậy. Hàn Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên ghen tị, mà bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi gặp mà hạ sát thủ không hề che giấu thực lực của mình nữa địch nhân trước thân pháp quỷ dị của hàn lập đều có vẻ không chịu nổi một khích ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được liền một mạng ô hô ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp trong đó cũng không ngoại lệ cứ như vậy dưới sự đại triển thần uy của hàn lập hai người dễ dàng tới được chỗ của lý trưởng lão gặp được mã vinh cũng từ chỗ của hắn mới biết được lý trưởng lão cùng trương tụ nhi đã lên lạc nhật phong sau khi biết được tin xấu này mặt cẩu lệ phi vũ cũng chuyển xanh. Hắn cũng biết hiện tại lạc nhật phong, nói là đầm rồng hang hổ cũng không sai chút nào. Trương Tụ Nhi đi tới đó, cũng giống như là một bước đi vào quỷ môn quan. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen, liền từ chỗ ở của Lý Trưởng Lão, lại chạy về lạc nhật phong, trước khi đi còn xảy ra một chút phong ba nho nhỏ. Kẻ thân tín của vương môn chủ kia, tên mập kinh tởm, lại vào lúc hai người muốn rời đi, lại lấy ra lệnh bài, muốn uy hiếp hai người lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý. Lệ Phi Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ đến an nguy của Trương Tụ Nhi, còn quan tâm gì đến cái gì môn quy với chẳng môn quy, một trường đánh cho tên mập này té xỉu trên mặt đất, sau đó lệnh cho kẻ dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người, hắn cùng với Hàn Lập bỏ đi. Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong, hai người đã bị số lượng của địch nhân mà hoảng sợ. Biết xông vào chỗ này khẳng định là không được, sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một diệu kế bọn họ đánh hôn mê hai đệ tử của đoạn thủy môn thay quần áo của chúng sau đó thừa dịp trời tối người loạn mà lén sen lẫn vào trong đám người lên núi theo dòng người dễ dàng đi tới lạc nhật phong cũng nghe được những lời của vương môn chủ vừa nói về phần khúc hồn bởi vì thân hình thu hút sự chú ý của mọi người nên tìm một chỗ bí mật ở lại dưới chân núi nghe được lạc nhật phong có thể trở thành một chiêu sát thủ cuối cùng lệ phi vỗ trong lòng không ngừng nhi hoặc bắt đầu không ngừng hỏi hàn lập hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên định tâm hoàn không cần lo lời này là thật hay là giả, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ điện, đi tìm tiểu tình nhân của ngươi, sau đó lại lặng lẽ xuống núi. Phải biết rằng, bất luận thật hay giả, lưu lại ở đây đều là vô cùng nguy hiểm. Hàn lập rốt cuộc thấp giọng đáp, lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy, làm sao mà đi vào được. Lệ Phi vỗ cúi đầu, mặt đầy sầu muộn nói, khổ, cũng chỉ có thể chờ đợi, xem có cơ hội hay không. Hàn Lập cũng thúc thủ vô sách mà thôi trong khi hai người đang buồn bực trốn ở sau đám đông mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động mới đầu còn rất nhẹ nhưng sao đo kịch liệt hẳn lên có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được đều ngã xuống mặt đất còn có không ít đá núi cũng theo sự chấn động của ngọn núi là lăn xuống không hay rồi ngọn núi muốn sập rồi họ vương này muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận cũng không biết kẻ chết nhát nào trong đám người đang kinh hoàng đột nhiên hét lên vừa nghe lời này đại bộ phận của đám người càng thêm khủng hoảng có người thậm chí không để ý đến lời cảnh cáo của Vương Tuyệt Sở, lập tức chạy đến lối xuống núi, muốn thoát khỏi ngọn núi mà bọn họ cho rằng sắp sập đến nơi rồi. Oanh đùng đùng, có tiếng sụp đổ rất lớn truyền tới, mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động. Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp rồi. Mà Cổ Thiên Long lúc này, vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ mịt, không biết như thế nào cho phải. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ dựa của hắn là Kim Quang Thượng nhân, sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương, hắn cũng nở nụ cười khổ. Thì ra vị thượng nhân này cũng khó bảo toàn thân mình. Cổ Thiên Long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với đối phương đi vài phần. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng người của Dã Lang Bang đều là hảo hán không sợ chết, thì ra cũng là một đám ô hợp mà thôi. Lúc này đột nhiên truyền đến lời nói chào phúng của Vương Tuyệt Sở, mặc dù ngọn núi đang hỗn loạn như thế, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mỗi người, có thể thấy được công lực rất tinh thuần. Theo lời của hắn nói ra, mặt đất đang rung động đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cả tòa núi chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận, khôi phục lại sự bình lặng. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, thì ra ngôi thạc điện lúc nãy được mọi người chú ý, đã biến mất không thấy bóng dáng, tại đó chỉ còn lại một hang động lớn kinh người. Người lớn gan một chút, Đi tới phía trước hai bước để xem, đứng ở bên bờ nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy một cái hố tối đen sâu hun hút, căn bản không thấy được đáy, chỉ biết là sâu không lường được. Cổ ban chủ, không biết chứng cứ này có thể chứng minh được lời tại hạ nói hay không?" Vương Tuyệt sở lạnh lùng hỏi. Cổ Thiên Long sắc mặt có chút xám đi, hắn cũng không lập tức đáp lời, mà là nhìn quanh bốn phía một chút. Chỉ thấy đám người ở ngoài, người nào cũng là bộ dáng kinh hồn khiếp vía không nói bang chúng bình thường cùng với người của các bang hội khác, ngay cả thiết vệ bên người, thần sắc cũng khó coi vô cùng. Xem đến đây, cổ thiên long trong lòng hiểu rõ, mục đích đêm nay muốn tiêu diệt thất huyền môn, đã không cách nào hoàn thành rồi. Xem ra chỉ có cách rút lui, sau nãy sẽ tính kế lâu dài sau. Người có điều kiện gì, có thể nói ra, bất quá ngươi trong lòng hẳn cũng đều biết, cho dù như vậy, tại đây chúng ta bất quá cũng chỉ ngang tay mà thôi, không nên quá đáng. Hắn quay đầu lại, rất không cam lòng mà nói, còn nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó. mươi 85, tử khế huyết đấu. Điều kiện không nhiều lắm, rất đơn giản, chỉ có hai vương tuyệt sở mặt không chút thay đổi nói. Đầu tiên, các người phải rút lui khỏi phạm vi thế lực của bổn môn, sự rút lui này phải có trật tự, dưới sự giám thị của đệ tử bổn môn khẩu khí của hắn rất cứng rắn. Có thể, không thành vấn đề cổ thiên long đáp ứng không ngần ngừ. Thấy đối phương sảng khoái đáp ứng như vậy, vương tuyệt sở cười lạnh một cái, tiếp theo nói ra điều kiện khiến cho cổ thiên long cảm thấy ngạc nhiên. Thứ hai chính là, người và ta hai bên phải ở đây tiến hành tử khế huyết đấu, sau đó các người mới có thể rời đi. Tử khế đấu, thật hay giả đây, đối phương không nổi điên đấy chứ. Lời nói của vương tuyệt sở vừa thốt ra, lập tức đám người đối diện ồn ào hẳn lên, những người nghe thấy những lời này, vẻ mặt đều không giống nhau. Có người như thấy độc vật mà hoảng sợ thất sắc, có người lại hưng phấn không thôi, có vẻ có chút hăm hở muốn thử. Cổ thiên long sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến đổi, nhưng hắn liền khôi phục lại bình thường. Ta không nghe lầm đấy chứ, đúng là hai bên chỉ có quyết đấu đến chết mới được rời đi. Hắn cười ha ha, tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Một chút cũng không sai, đây là nợ máu của ngô môn chủ, phải tiến hành tử đấu, ngươi và ta hai người phải tham gia vương tuyệt sở tay án lên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào cổ thiên long, lạnh giọng nói. Cổ thiên long cười hắc hắc, cũng không có tiếp lời, mà ánh mắt chấp động tự định giá, xem ra hắn đối với trận quyết đấu này cũng không dám chậm chế, cũng phải tự thân suy nghĩ qua một lượt, rồi mới trả lời. Nhìn thấy người ở phụ cận đều nghị luận về trận quyết đấu này, Hàn Lập đối với việc này mờ mịt không biết, có chút nhẫn nại không được, mở miệng hỏi lệ phi vũ. Cái gì là tử khế đấu? Hình như là một việc rất đặc biệt, không thể nào, người ngay cả tử khế đấu cũng không biết, thật làm cho người ta khó hiểu. Đây chính là cách giải quyết phân tranh của người giang hồ, là phương thức nổi danh tanh máu nhất lệ phi vũ vừa nghe những lời này trên mặt giống như thấy quỷ đặc sắc vạn phần vẻ ngạc nhiên đầy mặt nói thừa ngươi vẫn biết ta đối với chuyện trên giang hồ cũng không hiểu nhiều lắm không biết việc này có gì ngạc nhiên hàn lập không tức giận thấp giọng nói ồ điều này cũng đúng ta thiếu chút nữa quên mất điểm này lệ phi vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu tử khế đấu chính là hai bên có thâm cửu đại hật trước khi quyết đấu phải lập sinh tử thư tuyên bố sau khi tiến hành quyết đấu hai bên chỉ có một bên có thể còn sống mà rời khỏi nếu có người đang quyết đấu mà rời đi như vậy chẳng những danh dự bị mất bị người khinh bỉ mà còn bị toàn giang hồ truy nã và đuổi giết bởi vì người giang hồ đều cho rằng tử khế đấu là một loại quyết đấu thần thánh vô cùng người làm ô nhục quyết đấu này tất nhiên là phải bị xử tử loại quyết đấu này bình thường cũng chỉ dùng để cho những người muốn đấu đến chết bởi vậy có vẻ thanh máu và tàn nhẫn vô song mấy năm gần đây cũng đã rất ít khi nghe nói có người sử dụng phương thức quyết đấu này Lệ Phi Vũ từ từ nói, hắn giảng giải rất rõ từng chi tiết. Sau khi nghe xong, Hàn Lập khẽ cau mày, sau khi hiểu rõ tính chất của tử khế đấu, hắn đối với vương môn chủ đột nhiên đưa ra cuộc tử đấu này, có chút không cho là đúng. Hắn thấy, loại quyết đấu này rõ ràng là một loại kết quả lưỡng bại câu thương, hà tất phải dấn vào. Chỉ bằng để địch nhân sớm rời khỏi, để tránh đêm dài lắm mộng. Được, ta đáp ứng, có thể tiến hành tử khế đấu cổ thiên long sau một hồi suy nghĩ, sau khi đưa ánh mắt nhìn qua kim quang thượng nhân một hồi rốt cục đã hạ quyết tâm phải biết rằng đối phương muốn mượn cơ hội này để giết chết mình bản thân làm sao lại không muốn nhân cơ hội này nhất cử dọn sạch tinh duệ còn sót lại của thất huyền môn vương tuyệt sở đánh ra nước cờ này cổ thiên long rất rõ ràng đối phương không phải là muốn ỉ vào ba vị sư thúc không muốn ai biết làm chỗ dựa sao đáng tiếc hắn đã sớm thông qua gian tế biết được điều này sớm đã có đề phòng Hôm nay bên hắn có phi kiếm thuật của người tu tiên làm sát thủ giản, hơn nữa có cố ý mà tính như là vô ý, hắn cơ hội chiến thắng trong tử khế đấu tuyệt đối có 9 phần nắm chắc. Chỉ cần tại tử đấu đem Vương Tuyệt Sở cùng các cao thủ còn lại của Thất Huyền môn diệt trừ đi, như vậy cho dù lần này đây mưu tính không thành công, cũng không có quan hệ. Bởi vì chỉ cần lần sau trở lại tiến công, đối phương tuyệt đối không có lực phản kháng. Phải biết rằng bồi dưỡng cao thủ cũng không phải là một vài năm là có thể có được. Bởi vậy Cổ Thiên Long luôn luôn nói nghĩ kỹ rồi mới làm, lần này mới có thể cam mạo hiểm, dứt khoát đáp ứng Lập Sinh Tử thư. Vương môn chủ, dựa theo quy củ tử khế đấu, nếu là do các hạ đưa ra thời gian và địa điểm quyết đấu, tại hạ không có phản đối, như vậy nhân số cùng phương thức tử đấu có phải do ta quyết định không? Cổ Thiên Long vẻ như cười mà không cười nói: "Hừ, không sai Vương Tuyệt Sở có chút không tình nguyện đáp ứng. Tốt lắm, tại hạ yêu cầu nhân số quyết đấu là 100 người, hai bên mỗi bên xuất ra 50 người." dùng phương thức hỗn chiến cổ thiên long không chút khách khí đưa ra yêu cầu của hắn. 50 người, hỗn chiến, vương môn chủ trên gương lạnh như băng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng tử đấu bình thường, hai bên vì không muốn nguyên khí của mình đại thương, bình thường chỉ cử ra hai ba chục người là cùng, phương thức hỗn chiến càng ít khi sử dụng, phương thức một trọi một đơn giản được sử dụng nhiều nhất. Bất quá nếu là hắn đưa ra tử đấu trước, tự nhiên không thể đổi ý, hơn nữa hắn đối với ba vị sư thúc của mình mười phần tin tưởng, Tin tưởng cho dù là hỗn chiến, cũng tuyệt đối là giành phần thắng. Hơn nữa, chỉ cần có thể giết chết Cổ Thiên Long, cái giá phải trả có nhiều hơn cũng là đáng giá. Chỉ cần vị bang chủ tâm kế hơn người này chết đi, bộ hạ của hắn sẽ lập tức phân ba xẻ bảy, sẽ vì tranh đoạt vị trí bang chủ mà nội bộ lục đục, không bận tâm đến thất huyền môn thực lực đại giảm, để có thời gian hồi phục. Nghĩ tới đây, Vương Môn chủ gật đầu, đồng ý yêu cầu của đối phương. Người đâu, tập trung tại tử đấu trường, chuẩn bị sinh tử thư. Vương Tuyệt Sở quay ra phía sau, lớn tiếng nói: "Chương 86, đột biến." Theo lệnh của hắn, từ trong chủ điện chạy ra hơn 30 cẩm y đệ tử. Những người này tất cả đều không nói lời nào, chỉ im lặng tiến tới khoảng đất trống, dùng cây gỗ và dây thường dựng lên tử đấu trường, từ động tác của bọn họ mà thấy, những người này đều đã được huấn luyện, không phải đệ tử bình thường của Thất Huyền môn. Nhìn khu vực quyết đấu ở giữa sân, Lệ Phi Vũ Tâm Thần có chút mất bình tĩnh hướng tới Hàn Lập hỏi: "Chúng ta chẳng lẽ cứ trốn ở chỗ này?" Chuyện gì cũng không làm, chỉ xem bọn hắn quyết đấu sao? Như vậy tựa hồ không ổn, có cái gì không ổn? Tiểu tình nhân của ngươi hiện tại không có gì nguy hiểm, rất an toàn. Chờ hai bên quyết đấu xong, chúng ta thừa dịp hỗn loạn lúc dã lang bang rút lui, đem chương cô nương lén rời đi. Sau đó hai người các ngươi cao chạy xa bay, tìm một chỗ nào đó mà bọn họ tìm không được mà trốn, còn hơn là ở đây làm người thế tội, để ngươi mang lấy tai tiếng cùng sự bất công hàn lập thản nhiên nói xem ra hắn đối với thất huyền môn đã có thành kiến rất sâu đậm cái này không phải là bỏ trốn sao không được tụ nhi sẽ không đáp ứng lệ phi vũ lắc đầu lia lịa vậy ngươi đánh cho nàng hôn mê đi rồi đem nàng mang đi sau đó đem gạo nấu thành cơm là được rồi hàn lập bình thản hồi đáp ngươi lệ phi vũ bị hàn lập nói như thế tức giận chừng mắt nhìn hết chỗ nói nổi trong lúc hai người đang nói chuyện vương môn chủ từ một gã đệ tử trịnh trọng nhận lấy hai tấm văn thư màu đỏ đúng là sinh tử khế hắn giữ lại một phần, phần còn lại bảo người đem đưa cho cổ thiên long ở đối diện. Cổ thiên long nhận lấy vật ấy, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn lên. Hắn cẩn thận mở văn thư ra, cẩn thận xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề, mới gật đầu, rồi đem văn thư khép lại, sau đó bắt đầu chọn lựa tử sĩ xuất chiến. Sau một hồi tuyển chọn, hắn từ trong giã lang bang lựa ra 13 gã tinh anh cao thủ. Để giảm bớt tổn thất, hắn từ trong các tiểu bang phái tuyển ra vài chục tên thân thủ không tệ lắm, dù sao bất luận những người này có cam tâm xuất lực hay không, chỉ cần ký vào tử khế, bọn họ cũng vì cái mạng nhỏ của mình, không liều mạng cũng phải liều mạng. Về phần tuyển chọn những người còn lại, là những người thân cận với hắn, đương nhiên Kim Quang Thượng Nhân khẳng định phải trong số này, hắn hoàn toàn trông cậy vào phi kiếm thuật của người này đại phát thần uy. Trong lúc cổ thiên long vội vàng sắp xếp, vương tuyệt sở ở đối diện không biết từ khi nào đã đi vào thạch điện, đến nay vẫn không thấy hắn đi ra, nói vậy cũng là vì lựa chọn người tham gia tử đấu mà vắt hết óc. Khi tử đấu trường hoàn toàn làm xong, vương môn chủ rốt cuộc dẫn theo ba bốn trăm người, từ trong biện đi ra. Những người này già có trẻ có, nam có nữ có, nhưng mỗi người trong mắt thần quang mười phần, tiếng bước chân ổn định, hiển nhiên đều là tinh duệ của thất huyền môn, trong đó làm cho cổ thiên long để ý nhất là ba người theo sát phía sau vương tuyệt sở. Ba người này, một người nho sam phiêu diêu, ra vẻ người đọc sách, trang phục thư sinh, một người vóc dáng khôi ngô cao lớn, ngực phanh ra, trên mặt tua tuổi những dâu, có vẻ hung hãn vô cùng, người cuối cùng mặc áo xám, lưng đeo trường kiếm mặt lạnh lùng. Mấy người này vừa nhìn đã thấy mạnh, hình như đều khoảng trung niên 3-40 tuổi, nhưng nhìn kỹ trên khuôn mặt của bọn họ sẽ phát hiện, tại mi tâm của bọn họ, có một loại cảm giác tang thương của những lão giả 7-80 tuổi mới có, làm cho người ta cảm giác được tuổi của bọn họ cũng không giống như bề ngoài. Cổ Thiên Long trong lòng hiểu rõ, ba người này khẳng định là ba vị sư thúc của Vương Tuyệt Sở, Xem ra đối phương thật sự đã xuất ra tất cả, muốn hạ mình ngay tại nơi này. Nghĩ tới đây, hắn chuyển thân, ngón tay chỉ vào ba người nọ, quay sang Kim Quang Thượng Nhân Chu nho nói, "Thượng Nhân, không biết người cảm thấy ba người kia như thế nào, có hạ được không? Chỉ là mấy tên phàm phu tục tử mà thôi, phi kiếm của ta vừa ra, cái mạng nhỏ của bọn họ sẽ xong hết. Có cái gì đáng lo lắng đâu, có phải tin ta sao?" Kim Quang Thượng Nhân trừng mắt, bất mãn, khẩu khí cũng có chút bực dọc không dám không dám tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi thôi tiên sư ngàn vạn lần đừng để trong lòng cổ thiên long vội vàng cười theo sợ đắc tội với chỗ dựa lớn nhất lúc này hừ chu nho nghe xong những lời này mới hết tức giận cổ thiên long thấy vậy mới yên tâm vị đại tiên này thật sự là khó hầu hạ hắn thầm cười khổ một chút vội vàng xoay người lớn tiếng quát chuẩn bị xong chưa bắt đầu ký sinh tử thư theo thanh âm này những người tham gia tử đấu của dã lang bang bắt đầu nghiêm nghị ký tên vào sinh tử thư, biểu thị đấu trí của mình. Cùng lúc đó, Vương Tuyệt Sở cũng không cam lòng yếu thế thanh âm lạnh lùng nói ký sinh tử thư. Nhất thời, từ trong đám người của thất huyền môn, đi ra mười mấy tử sĩ, cũng chuẩn bị ký tên vào tử khế. Những người bước ra này, Hàn Lập tự nhiên nhìn qua một lượt, muốn tìm thử xem trong đám người này có người quen hay không. Hắn cũng nhìn thấy ba vị sư thúc của Vương Môn Chủ, nhưng hắn cũng không để ý, vội vã nhìn lướt qua, đem ánh mắt dừng lại ở một vị lão giả mặc áo xanh. Vừa nhìn rõ mặt của vị lão giả này, Hàn Lập không tự kìm hãm được hô lên một tiếng, Lý Trưởng Lão. Người này đã được Hàn Lập cứu một mạng, sự phụ mã vinh Lý Trưởng Lão, Lão cũng tham gia tử đấu, thật là bất ngờ. Hàn Lập ở ao khi phục hồi lại tinh thần, vội vàng quay mặt lại, dùng sức vỗ vai của Lệ Phi Vũ nói, người có thấy không? Lý Trưởng Lão cũng ở nơi này, Lão cũng muốn ký sinh tử khế. Lệ Phi Vũ không hề tỏ vẻ gì vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn nhìn về phía xa xa, giống như cái gì cũng không nghe thấy, thần sắc cực kỳ ngây ngốc. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc, cho dù lý trưởng lão muốn ký sinh tử thư, cũng không cần như vậy chứ. Hắn kỳ quái hỏi, Lệ Phi Vũ nghe nói như thế, rốt cục thu ánh mắt trở về, hắn ngơ ngác nhìn Hàn Lập, nói một câu làm cho Hàn Lập trong phút chốc cũng thất thần. Tụ nhi, tụ nhi, nàng cũng ở nơi này, nàng cũng tham gia tử khế đấu. Sau khi nói xong, gương mặt của Lệ Phi Vũ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. chương 87, Lược Hiển Thân Thủ, ở chỗ nào, Hàn Lập quay người ra sau, vội vàng hỏi. Ở bên kia, theo ánh mắt của Lệ Phi Vũ, Hàn Lập rốt cuộc ở tại một góc trong đám người, đã thấy được sắc mặt tái nhợt của Trương Tụ Nhi, lúc này nàng đang cùng hai người nữ khác tham gia tử đấu đứng chung một chỗ. Nàng mặc quần áo trắng, đang cắn chặt môi, cả người giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, trông đầy vẻ thương cảm. Trương cô nương loại nữ lưu nhu nhược này, sao lại tham gia cái loại quyết đấu tanh máu này, họ vương có lầm hay không? Hàn Lập cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình, nói đầy vẻ khó tin. Tụ nhi cũng là đệ tử hạch tâm của thất tuyệt đường, ta chưa nói qua cho ngươi sao. Lệ Phi Vũ sau khi nghe vậy, cười khổ nói ra một tin tức làm cho Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên. Hàn Lập trầm mặc không nói hiển nhiên cao thủ còn sót lại của thất huyền môn tại nơi đây cũng không nhiều, hơn nữa vương môn chủ của bọn họ cũng không có ý thương hương tiếc ngọc, vì có thể ở tại tử đấu thủ thắng, mà ngay cả nữ nhi như Trương Tụ Nhi cũng phải tham gia, xem ra là muốn chơi một ván. Huynh đệ, đừng nói thừa nữa, ta muốn cùng Tụ Nhi ở một chỗ, người tự mình bảo trọng đi. Lệ Phi vũ vỗ vỗ vai Hàn Lập, khe khẽ nói, tiếp theo xoay người đi đến đám đông. Hắn còn chưa đi được mấy bước, thì nghe sau lưng truyền đến một tiếng than nhẹ, sau đó có tiếng gió thổi nhẹ đến có một bóng người đi tới đúng là hàn lập có cái đại sự gì chẳng phải chỉ là tử khế đấu thôi sao chỉ với một chút mày vẫn không làm khó được ta chúng ta coi như là bằng hữu chút chuyện nhỏ này ta sẽ giúp cho hàn lập cười nói lệ phi vũ sau khi nghe xong không nói hai lời dùng sức đánh vào ngực đối phương một cái thấp giọng nói huynh đệ tốt đa tạ hàn lập mỉm cười không nói chính như là lời hắn nói hắn sở dĩ theo tới đây, bởi vì hắn và Lệ Phi vũ tiếp xúc nhau đã lâu rồi, cảm tình rất sâu đậm, không muốn trơ mắt nhìn hắn một mình mạo hiểm, về phương diện còn lại là hắn tài cao gan lớn, cũng không nghĩ cao thủ của dã lang bang, có thể đối phó với hỏa đạn thuật và ngự phong quyết mà bản thân đã đạt thành, với lại bản thân hắn cũng có chút muốn thử sức, muốn kiểm tra xem thực lực của bản thân hiện nay đến đâu. Hai người bước tới đám người, trực tiếp đi tới chỗ của Vương Tuyệt Sở, đi được nửa đường, hai người đã xé rách trang phục của đoạn thủy môn, lộ ra y phục của Thất Huyền môn. Hàn Lập cùng Lệ Phi Vũ xuất hiện trước đám người, đột nhiên chuyển đổi thân phận, làm cho người của hai bên đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn không ai ngăn cản cử động của bọn họ, để cho bọn họ dễ dàng đi tới trước mặt Vương Tuyệt Sở. Lệ Đường chủ, Hàn đại phu, giờ phút này, bên Thất Huyền môn có rất nhiều đệ tử nhận ra hai người này, không khỏi ngạc nhiên kêu lên. Trương Tụ Nhi thấy Lệ Phi Vũ càng mừng rỡ, gương mặt kiều mị tràn đầy vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nếu không phải ở đây có nhiều người, sợ là sớm đã đã lao vào lòng người nọ, nói ra những lời trong tim. Vương Môn chủ tự nhiên cũng nhận ra hai người, trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với việc bọn họ đột ngột xuất hiện, rất là bất ngờ. Ngoại nhận Đường phó Đường chủ lệ Phi Vũ, tham kiến môn chủ lệ Phi Vũ cao giọng nói. Hai người chúng ta nguyện ý ký tử khế, tham gia huyết đấu, mong rằng môn chủ thành toàn hắn không đợi đối phương hỏi, liền trực tiếp nói ra thỉnh cầu. Mà Hàn Lập đứng ở một bên không lên tiếng bộ dáng như đều theo ý của lệ phi vũ vương môn chủ sau khi nghe lệ phi vũ nói xong những lời trách mắng đang muốn nói ra tự động nuốt xuống gương mặt lạnh như băng lộ ra vài phần vui vẻ hắn ôn tồn nói tốt không hổ là đệ tử trung trinh của thất huyền môn chúng ta có lệ đường chủ gia nhập quyết đấu nói vậy bổn môn lại có thêm phần thắng bất quá hàn đại phu cũng không nên tham gia dù sao y thuật của hắn đối với bổn môn vẫn có chỗ hữu dụng vạn nhất trong tử đấu xảy ra việc ngoài ý muốn thì sẽ hỏng mất nghe những lời này hàn lập cười cười hắn không đợi lệ phi vũ giải thích đem thân thể lay động nhoáng lên một cái con người mà vương môn chủ không coi vào đâu đột nhiên biến mất vương môn chủ lấy làm kinh hãi vừa định nhìn chung quanh tìm bỗng nghe ở phía sau truyền đến thanh âm của hàn lập không biết với thân thủ của tại hạ có lọt vào pháp nhãn của môn chủ hay không ta nghĩ cho dù tham gia tử đấu bản thân vẫn có khả năng tự bảo vệ mong môn chủ thành toàn cho sự trung tâm của tại hạ vương môn chủ trong lòng lấy làm kinh ngạc hắn vạn phản không nghĩ đến hàn lập lấy y thuật để nổi tiếng trong môn phái lại có thân pháp kinh khủng như thế hắn bị vô thanh vô tức xâm nhập tới sau lưng mà vẫn không có chút cảm giác thân thủ thật đáng sợ người này rốt cuộc là ai ẩn nấp tại bổn môn rốt cuộc là có ý đồ gì liên tiếp những ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu của vương tuyệt sở hắn xoay người nhìn một chút hàn lập vẫn là bộ dáng vô hại như thế không khỏi đem ánh mắt hướng về phía ba vị sư thúc của mình chỉ thấy ba vị sư thúc của hắn thân sắc khẽ biến, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên là vì thân thủ của vị Hàn Đại Phu này, làm cho bọn họ cũng rất kiêng kỵ. Những ý niệm bất đồng liên tiếp xuất hiện trong đầu, trong lòng vương môn chủ sau khi chuyển mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đột nhiên ha ha cười to vài tiếng, sau đó thân thiết nói. Hàn Đại Phu nếu đối với bổn môn có lòng trung thành, tại hạ thân là môn chủ, làm sao có thể cự tuyệt chứ? Hắn tiếp theo lấy một ngón tay, ra dấu cho hai đệ tử có thân thủ yếu nhất tham gia tử đấu thối lui ra khỏi đội ngũ, để cho Hàn Lập và Lệ Phi Vũ bổ sung vào, gạch tên hai người kia ra khỏi sinh tử thư, rồi dùng chữ đen viết tên vào tử khế để cho bọn họ trở thành thành viên tham gia tử đấu. Huyền náo bên phía thất huyền môn, tự nhiên cổ thiên long nhìn thấy rõ ràng, hắn mặc dù thấy bên phía đối diện có thêm hai cao thủ, cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn tin tưởng con người huyết nhục, cũng không cách nào ngăn cản được phi kiếm thuật của kim quang thượng nhân. Vì vậy, cả hai bên cũng đã ký tử khế xong, sau khi trao đổi văn thư tử khế, thì cuộc huyết đấu chỉ có một bên có thể còn sống mà đi ra, cuối cùng đã bắt đầu. chương 88 Kim Quang Cháo Kim Quang Thượng Nhân vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở giữa, phía sau là người của giã lang bang. Hắn đã nhận lời của cổ thiên long, chỉ cần hắn có thể giải quyết tất cả những người tham gia quyết đấu của thất huyền môn, đương nhiên toàn bộ thù lao là của hắn, nguyên trước đây hứa là 5.000 lượng vàng, bây giờ đã là 8.000 lượng vàng vừa nghĩ đến sau khi xong việc có thể được nhiều vàng như thế kim quang thượng nhân không khỏi nóng lòng hắn khinh miệt nhìn đám người đối diện dường như muốn giết sạch tất cả những người trước mặt hàn lập cũng không có đứng cùng một chỗ với lệ phi vũ mà là đứng ở phía bên kia bởi vì lệ phi vũ và trương tụ nhi đang cùng nhau nói những lời thân mật của nam nữ hàn lập tự nhiên cũng không tiện nghe đi nơi khác để hai người có được thế giới riêng của họ thật không biết hắn nghĩ gì đối với tiểu tình nhân của hắn có thể ở tại cái nơi người chết ta sống này, vẫn có thể nói chuyện yêu đương. Hàn Lập cảm giác được trong miệng, tựa hồ phát ra những lời ghen tị. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Hàn Lập cùng những người khác, có chút kỳ quái nhìn Chu Nho ở đối diện. Người của Giã Lang bang bên kia đều trốn ở phía sau, chỉ để cho cái gã ăn mặc thô tục này đánh trận đầu, cái này cũng quá sức khó hiểu. Chẳng lẽ Chu Nho này có kỳ công gì đây? Hàn Lập tập trung nhìn, trong lòng nghĩ như vậy. Vương Môn chủ hiển nhiên cũng có ý nghĩ như Hàn Lập hắn cũng không để mọi người cùng lên, mà là để cho một vị hộ pháp cầm đao đi ra ngoài nghinh chiến với người này, trước tiên phải thăm dò người này đã, để tránh những tổn thất ngoài ý muốn. Tuy nói phương thức quyết đấu là hỗn chiến, nhưng nếu như hai bên đều chỉ phái ra một người giao chiến, thì để hai người đấu với nhau xây chung không sao. Vương môn chủ nghĩ và cũng làm như vậy, Kim Quang Thượng Nhân nhìn thấy phía đám người đối diện chỉ có một người đi về phía mình, trong lòng hiểu rõ ý của đối phương. Hắn hắc hắc phát ra một tràng cười quái dị, thanh âm chói tai, làm cho mọi người nghe được đều cảm thấy trong lòng có vài phần khó chịu. Tên hộ pháp được phái đi là một gã lực lưỡng cỡ 30 tuổi, vẻ mặt hung hãn, tay cầm đao ngực phanh ra, vừa nhìn đã biết là đao khách am hiểu cận chiến, hắn sau khi nghe tiếng cười quái dị ánh mắt vẫn trầm ổn không loạn, hiển nhiên kinh nghiệm ứng chiến cũng rất phong phú. Mắt thấy đao khách kia tới gần mình, Kim Quang thượng nhân ngưng cười quái dị, hắn không hoảng hốt không vội vàng từ trong lòng lấy ra một lá bùa màu vàng, lá bùa này kim quang lập lòe mặt trên đầy những hỏa phù màu vàng, vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ. Chu Nho không để ý tới đến đao khách kia, bàn tay nắm lấy lá bùa, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Tên hộ pháp của thất huyền môn, mặc dù không biết đối phương lại phát cái thần kinh gì, nhưng hắn có kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, biết được vô luận là Chu Nho này đang làm cái gì, tốt nhất đừng cho đối phương hoàn thành, nếu không đối với bản thân khẳng định là bất lợi. Vì vậy, hắn không hề nghĩ ngợi, vò thân thể về phía trước, tiến lên mấy bước đến trước mặt kim quang thượng nhân hắn vung cương đao trong tay hàn quang chợt lóe một đao ngay đầu đao thế dũng mãnh trầm trọng nhìn qua cũng thấy khí lực rất mạnh mắt thấy đao vừa đến tới đầu của kim quang thượng nhân chú ngữ cũng đã hoàn thành cương đao vừa chạm đến thân thể của hắn đột nhiên đập mạnh lá bùa vào thân thể nhất thời ánh sáng vàng chói mắt từ trong tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng vàng này cực kỳ chói mắt đao khách nó hai mắt cơ hồ không thấy gì cả nhưng trong lòng vẫn không bối rối cường đao nọ vẫn hung hãn chém xuống. Càng, một tiếng kia loại va chạm vang vọng cả toàn trường. đao khách nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn, binh khí trong tay cơ hồ muốn rời khỏi tay, hắn lấy làm kinh hãi, mặc dù hai mắt vẫn không cách nào thấy rõ, nhưng cũng biết tình hình không ổn. hắn điểm mũi chân xuống đất, thân thể bay ra sau mấy trượng, mới dừng bước lại, hoành đao tập trung chờ đợi. lúc này hắn đột nhiên nghe được trong ngoài có rất nhiều người phát ra tiếng hô hoán kinh ngạc lẫn sợ hãi sau khi nghe thế loại thanh âm như thế, đau khách trong lòng càng nóng nảy, hắn nóng lòng muốn biết đối phương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại quỷ dị như thế. may là hai mắt của hắn rốt cuộc đã khôi phục lại bình thường, hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cách hắn vài trường xa, chu nho kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nhưng cả người trên dưới lại phát ra một quầng ánh sáng vàng, quầng ánh sáng vàng này giống như khôi giáp, đem bọc chu nho vào bên trong, bảo vệ mưa gió không lọt, xem ra một đao vừa rồi chỉ là bổ vào liếu kim cháo kia, cũng không thật sự chém tới chu nho. Kim cháo này cũng không biết là vật gì, lại chắc chắn như là sắt thép, làm cho một đao vừa rồi không có tác dụng. Vị hộ pháp này mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn chưa bao giờ nghe nói tối cảnh tượng kỳ quái này, sợ ngây người ra. Hắn tay cầm cương đao, trong lòng mờ mịt, không biết nên tiến hay là nên lui. Không chỉ là hắn, mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều hết sức ngạc nhiên. Phải biết rằng lời đồn có liên quan đến người tu tiên, trong trốn giang hồ người có thể biết được rất là ít, đặc biệt là nơi vắng vẻ hẻo lánh này, người biết được càng là không bao nhiêu. Bởi vậy đối với loại phù chú này, đại bộ phận người ở đây đều cảm thấy cực kỳ thần bí, có loại cảm giác cao thâm khó lường. Trong lúc Cổ Thiên Long âm thầm vui mừng, mà Hàn Lập đứng ở trong đám người thất huyền môn, so với những người khác còn muốn giật mình hơn. Hàn Lập sợ là cả tòa ngọn núi này, ngoại trừ Chu Nho, người duy nhất đối với pháp thuật có chút hiểu rõ chính là hắn rất rõ ràng đối phương sử dụng một loại phù chú giống như là định thần phù hơn nữa tựa hồ còn muốn cao hơn một bậc hàn lập thừa dịp người khác không chú ý âm thầm niệm khẩu quyết thiên nhãn thuật len lén thi triển thiên nhãn thuật sau đó vội vàng nhìn về phía chu nho kia chỉ thấy dưới kim quang trên người chu nho phiêu động một chút bạch quang như có như không bạch quang này so với kim quang thật sự là quá nhạt nếu không phải có chủ tâm tìm sợ rằng nhất thời sẽ không chú ý đến chu nho này đúng là một người người tu tiên có pháp lực tháp hơn Hàn Lập, phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa vui lại vừa buồn. Vui chính là, hắn là người mới bắt đầu, pháp lực đều thâm hậu hơn đối phương, rõ ràng rằng Chu Nho này cũng là người tu tiên nửa vời. Buồn chính là, không biết pháp thuật của đối phương nhiều ít thế nào, pháp thuật lợi hại ra sao, không biết mình có ứng phó được không. chương 89, Mâu Dữ Thuẫn, Hàn Lập quay đầu liếc mắt nhìn vương môn chủ, chỉ thấy vương tuyệt sở thần sắc âm trầm, đang cùng ba người giữa mi tâm có loại thần sắc tang thương kia thương lượng cái gì đó, tựa hồ đối với kim quang trên người chu nho cũng cảm thấy khó giải quyết. Kim quang thượng nhân cười quái dị, trong khi đang cười hướng cờ cười vừa ngẩng cao đầu, lỗ mũi hướng tận trời, sau đó hống hách mà kêu lên. Bổn thượng nhân đứng bất động tại đây, cho các ngươi tùy tiện công kích. Nếu có người có thể kim cương bất hoại công của bổn tiên sư, như vậy bổn thượng nhân sẽ tha cho các ngươi một mạng nói xong lại kiêu ngạo cười rộ lên. Những lời này của kim quang thượng nhân. Đem các đệ tử của Tê Thất Huyền đang có ý sợ hãi vầng hào quang màu vàng kia chọc cho nổi giận, lập tức có mấy người võ công cao cường, muốn xông khỏi đám người, phóng về phía Chu Nho, nhưng bị Vương Môn chủ ngăn lại. Vương Tuyệt Sở vung tay lên, ra dấu người hộ pháp còn đang đứng ở đó trở về, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu với ba hán tử khôi ngô ở bên cạnh, mấy hán tử kia gật đầu, lập tức ngang nhiên, từng bước từng bước một đi đến trước mặt Chu Nho. Chu Nho nhìn hán tử có râu mép trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ ác độc phải biết rằng hắn bởi vì trời sinh vóc người không trọn vẹn, từ nhỏ đã bị người ta nhạo báng, đối với những người có thân hình cao lớn uy mãnh, đặc biệt căm hận, tên hắn từ trước mắt cũng nằm trong phạm vi những người mà hắn hận. Hắn đang ngẫm nghĩ, dùng loại thủ đoạn tàn bạo nào để hành hạ đối phương. Người hắn tử hung hãn này là một trong ba vị sư thúc của vương tuyệt sở, đừng xem dánh vẻ đầy dâu ria của hắn mà cho hắn là một kẻ thô lỗ, thật ra hắn thực tế tuổi đã hơn 60. Trước đây nổi danh là mãnh tướng của tê thất huyền môn, từng giết địch vô số, đối mặt với kim cháo kỳ quái này, tự nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ thấy người này cẩn thận đánh giá một chút, lại nhìn thoáng qua kim quang thượng nhân, hắn nhếch mép cười, đột nhiên đưa ngón tay khẽ gõ nhẹ lên trên kim cháo một chút, phát ra những âm thanh cảng cảng. Hành động phù phiếm này của hắn tử, làm cho kim quang thượng nhân nổi giận, hắn âm trầm nói, tên kia có phải muốn bổn tiên sư sớm cho người đi đầu thai hay không? Hán tử nghe những lời này, thần sắc không động, ngược lại cất bước đến bên cạnh chu nho, rồi lại đi vòng ra sau lưng Chu Nho. Cứ như vậy, hắn tử này lấy kim quang thượng nhân làm trung tâm, cứ thế mà đi vòng vòng, hơn nữa bước chân càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thân hình hắn mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh. Kim quang thượng nhân bị đối phương không ngừng đảo quanh, làm cho choáng váng đầu óc, lửa giận trong lòng càng tăng lên, hắn không suy nghĩ nữa mà đưa tay vào áo, tựa hồ muốn lấy ra vật gì đó. Hắn tử Zoria đang đi vòng quanh, tự nhiên thấy được cử động của đối phương hắn đột nhiên há mồm gầm thật to lên thanh âm tựa như long ngâm lại như hổ gầm hùng hậu mà lâu dài chấn động cả hai tai của những người đương đứng trên lạc nhật phong ngay cả cành lá của các cây xung quanh cũng rung lên nhè nhẹ kim quang thượng nhân nghe thấy tiếng gầm bị chấn động làm cho tay chân vô lực bàn tay đưa vào trong lòng nhất thời rút trở lại đột nhiên trên người hắn tử truyền đến những tiếng nổ lách cách thanh âm thanh thúy này vang lên cũng càng ngày càng nhanh cuối cùng như cuồng phong bạo vũ liên tiếp vang lớn lên thậm chí át cả tiếng gầm thét hán tử lại một lần nữa chuyển tới trước mặt chu nho thân hình ngừng lại tiếng hú tiếng nổ vang đồng thời dừng lại lúc này mọi người từ trong mơ màng tỉnh táo lại mới phát hiện thân hình hán tử kia không biết từ khi nào tăng vọt lên so với ban đầu cơ bắp trên cơ thể nở ra cuồn cuộn thoạt nhìn giống như là một tòa thiết tháp bây giờ hắn so với chu nho giống như là một người khổng lồ kim quang thượng nhân sau khi thở dốc rốt cục cũng lấy từ trong áo ra một cái hộp gỗ dài dài hộp gỗ này toàn thân ngăm đen bên trên dán một lá bùa Tựa hồ phong ấn vật phẩm chứa ở bên trong hộp. Không đợi Chu Nho xé bỏ lá bùa, hắn tử lập tức vung bàn tay to lớn lên, không chút khách khí hung hãn đập một quyền lên trên kim cháo, đánh cho kim quang chớp lóe biến hình, làm cho thân hình của Chu Nho không ngừng lay động, không cách nào an ổn bỏ lá bùa đi. Kim quang thượng nhân trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ uy lực của kim cháo trên người, hắn tử này có thể đánh cho kim cháo biến hình, thì phải cần bao nhiêu thần lực. Sự khinh thị trong lòng hắn cũng thu lại, động tác phá bỏ lá bùa trên tay cũng nhanh hơn mấy phần. Cục một tiếng, lá bùa rốt cục đã bị hắn bóc xuống. Trên mặt kim quang thượng nhân liền lộ ra thần sắc vui mừng. Liền nghe thấy tiếng đánh phành phành, liên tiếp không ngừng vang lên từ trên kim cháo, thân thể của hắn cũng rung chuyển không thôi, cuối cùng cũng không thể đứng vững được, té ngồi trên mặt đất. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn tử nọ đã dù cả tay lẫn chân, dồn dập tiến công như cuồng phong lên trên kim cháo. Màn hào quang trên người hắn, họ ẩn toàn bị co ép, dưới quyền đấm cước đá của đối phương không ngừng bị lõm vào phình ra phát sinh ra đủ loại biến hình tầng kim quang dưới sự tấn công cuồng bao của đối phương tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá tan thấy như vậy kim quang thượng nhân sắc mặt đại biến hắn cũng không bảo trì phong độ tiên sư tay chân luống cuống bắt đầu niệm pháp quyết đáng tiếc là trong lúc bối rối niệm sai rất nhiều một chút hiệu quả cũng không có cái hộp gỗ màu đen kia cũng không nhúc nhích cổ thiên long ở phía sau chứng kiến tất cả có chút ngạc nhiên hắn về phương diện hành vi ngu ngốc của kim quang thượng nhân cũng không nói gì về phương diện khác là vì võ công của vị sư thúc của vương tuyệt sở mà khiếp sợ hắn trước kia cũng muốn tự mình kiểm tra qua uy lực kim cháo của kim quang thượng nhân có thật được xưng là đau thương bất nhập nước lửa bất tẩm phòng hộ cứng rắn giống như kim cương hay không nhưng bây giờ màn hào quang này dưới quyền đấm cước đá của người ta đang dung chuyển tùy ý mà biến hình cái này thật không thể hiểu được thân thủ của hán tử này thật cao thâm khó lường nghĩ đến ở phía đối diện còn có hai cao thủ nữa như vậy tồn tại. Cổ thiên long lần đầu đối với bản thân tùy tiện đáp ứng đối phương tử đấu, đã có sự hối tiếc. Lúc này hắn mới hiểu rõ, tại sao đối phương lại tin tưởng 10 phần chắc thắng như vậy. Có ba cao thủ quái vật như vậy làm cho ô chống lưng, nếu đổi là bản thân mình, sợ rằng cũng sẽ gấp rút yêu cầu huyết đấu. Nghĩ tới đây, cổ thiên long nhìn một chút vào chu nho đang lâm vào thế hạ phong, hắn lo lắng có nên cử người trợ giúp vị tiên sư này hay không để cho người này khỏi bị cảnh ngay cả phi kiếm thuật của mình còn chưa xuất ra, cứ như vậy mà một mạng ô hô. chương 90, phi kiếm, theo cục diện cho thấy, hán tử đang cuồng bạo công kích kia, chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng không có ai biết được, người thoạt nhìn uy mãnh vô cùng này, hiện tại cũng đang âm thầm kêu khổ không thôi. Mặc dù hắn mỗi một quyền hạ xuống, đều làm cho kim quang này rung chuyển, làm cho cả kim cháo chấn động, tựa hồ phá tung tầng phòng hộ của đối phương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có ai biết được, mỗi khi tay chân hắn đụng chạm vào kim quang, đều phải chịu một phản lực rất lớn, nương theo lực đạo của hắn mà gia tăng, loại phản ngược này càng lúc càng lợi hại, hai tay cung hai chân của hắn đau đớn phi thường nghiêm trọng, phỏng chừng khi tấn công, sẽ lập tức sưng vù lên. Hơn nữa tầng kim quang này cũng mười phần dẻo dai, bị hắn đánh cho méo mó đi, sau khi hắn thu tay về, lập tức khôi phục lại nguyên hình, giống như chưa bao giờ bị đả kích. Cứ tiếp tục đánh không ngừng như vậy, bất quả cũng chỉ chôn chân ở đó mà thôi, không cách nào xâm nhập vào được dù chỉ một chút. Cứ như vậy, Hán Tử khôi ngô đấm đá một hồi lâu, kim cháo vẫn là cái hình dáng run rẩy không ngừng, cứ như sắp bị phá vỡ đến nơi. Nhưng lúc này, ý nghĩ của mọi người đã quay ngoắt 180 độ, bọn họ đều sáng tỏ, Hán Tử này không thể công phá được vòng bảo hộ, với sức lực của hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể làm dung chuyển méo mó vòng bảo hộ của đối phương mà thôi, cũng không cách nào hoàn toàn phá hủy được nó. Bởi vậy chẳng những Cổ Thiên Long bỏ đi ý định phái người tiến lên, mà ngay cả chu nho cũng trở nên bình tĩnh lại. Bất quá bởi vì lúc trước mắc sai lầm ngớ ngẩn quá, kim quang thượng nhân thần sắc vẫn có vẻ xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía hán tử trở nên càng thêm ác độc. Nhưng bởi vì liên tiếp bị đối phương công kích, thân hình không cách nào đứng vững, hắn trong khoảng thời gian này cũng làm phép không thành. Vì vậy, lúc này hắn đình chỉ thi triển pháp quyết, mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong miệng sử dụng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu được, thấp giọng nguyền rủa Mà hán tử đối với tất cả điều này, đều như không nghe thấy, vẫn điên cuồng công kích vào kim cháo, làm mọi người đều tưởng rằng hán tử này không biết mệt mỏi, toàn thân vẫn liên tục công kích cho đến khi không còn chút sức lực mới thôi. Phanh phanh, đang xuất toàn lực, đột nhiên sau khi xuất ra hai quyền một cước, hán tử đột nhiên xoay người về phía sau nhanh chân bỏ chạy, thân thể cao lớn như vậy, tốc độ dĩ nhiên cũng không chậm chút nào. Cử động của hán tử này, làm cho mọi người đang xem lấy làm kinh hãi, sau đó là những tiếng ồn ào. Kim Quang Thượng Nhân cũng sửng sốt, nhưng lập tức hét lên như sấm. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, đem cái hộp đen đặt ở trên đùi, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Hai ngón tay cũng khép lại trước ngực, tạo nên một tư thế kỳ quái, cố hết sức rung động. Xem bộ dáng tận lực rung động, phảng phất như mỗi ngón tay phải chịu lực cả ngàn cân. Hắn từ lúc này chỉ còn cách thất huyền môn chỉ vài bước, mắt thấy sẽ chạy vào trong đám người. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng khởi thật lớn, tiếp theo hắn thấy đám người Vương Tuyệt Sở ở đối diện sắc mặt đột nhiên đại biến bọn họ cơ hồ đồng thời hô to một tiếng cẩn thận. Hắn tử trong lòng cả kinh, hắn vội vàng đem thân thể né sang bên trái, đồng thời nghiêng người nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ánh sáng mờ mờ, nhanh như điện, từ chỗ hắn vừa đứng đang phóng qua đây. Hắn tử trong lòng dùng mình, nhưng lập tức yên lòng, nếu tránh thoát môi ám khí này, bản thân có thể cùng hai vị đồng môn sư huynh tập trung lại một chỗ, cũng sẽ không có gì đáng lo nữa. Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy cánh tay phải đau nhức, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, còn chưa đợi hắn thấy rõ lại có những tiếng hô hoán chuyển đến trong đó có cả thanh âm của hai vị sư huynh cũng tràn ngập sự lo âu hán tử có chút ngẩn ngơ có chút kinh ngạc lúc này trước mắt nổ đom đóm một đạo ánh sáng lờ mờ trổ ra trước ngực hắn xem lại thì hình như là mũi ám khí vừa mới tránh thoát kia hán tử vừa sợ vừa giận muốn há mồm nói cái gì đó nhưng thân thể lại phịch một cái ngã xuống trên mặt đất lúc này hán tử mới phát hiện tay phải của hắn không biết từ khi nào đã bị chặt cụt máu tươi đang chảy ròng ròng. Là chuyện gì xảy ra? Hán tử này vẫn mang một bụng đầy sự nghi vấn và không cam lòng, hai mắt tối sầm, người không còn biết gì nữa. Hán tử này đến khi sắp chết cũng không hiểu rõ vừa rồi chuyện gì đã phát sinh, nhưng người của Dã lang bang và thất huyền môn đứng ngoài nhìn lại thì thấy rất rõ ràng. Bọn họ nhìn thấy, sau khi chu nhau bắt quyết niệm chú xong hết một tiếng khởi, một đạo ánh sáng mờ mờ nho nhỏ từ trong cái hộp đen bay ra, sau khi bay vài vòng trên đầu chu nho, liền theo tay của hắn điều khiển mà phóng về hướng hán tử nọ. Hán tử nọ mặc dù cơ trí đem thân thể né đi, tránh thoát một kích lần đầu, nhưng đạo ánh sáng vẫn bay sát người, nhẹ nhàng lặng lẽ mà chém dụng cánh tay xuống, theo tình hình cho thấy luồng sáng lờ mờ này rất sắc bén, cho nên hán tử này không hề cảm giác được chút nào sự việc phát sinh. Tiếp theo, chuyện xảy ra càng làm cho lòng người kinh sợ. Luồng sáng lờ mờ sau khi bị tránh thoát, liền theo sự dẫn động của ngón tay chu nho, sau khi lướt qua khỏi hán tử nọ, Đột nhiên nhanh chóng quay ngược trở lại, hướng về hắn tử mà phóng tới, kết quả là hắn đang lúc không để ý mà phòng bị, dễ dàng kết liễu tính mạng. Tất cả mọi người đều thấy một màn như vậy, đều kinh sợ trợn mắt há hốc mồm, không hẹn mà cùng đem tầm mắt tụ tập vào đạo ánh sáng đang quay trở lại ở trên đầu Chu Nho, không ngừng xoay vòng vòng. Phi kiếm cái chữ này không tự chủ được xuất hiện trong lòng đa số người có mặt ở đó. Những người này mặc dù không biết có sự tồn tại của người tu tiên, nhưng các loại truyền kỳ chuyện xưa đều có kể về phi kiếm không ít thì nhiều cũng đã từng nghe nói qua. Luồng sáng lờ mờ này, so với kiếm tiên sử dụng phi kiếm trong truyền thuyết cũng rất tương tự, quả thực là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ tên Chu Nho nhìn không ra gì này, chính là kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Đa số mọi người, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía kim quang thượng nhân, tràn ngập vẻ kính sợ, dù sao chỉ với danh tiếng của kiếm tiên, cũng đã dọa chết khiếp không ít người. Kim quang thượng nhân lúc này đầu ngẩng cao, kiêu căng ngạo mạn, hắn thao túng luồng sáng lờ mờ nọ bay vòng vòng trên đỉnh đầu vẽ nên một con mãng xà màu xám thật dài khiến cho bên giã lang bang để sợ hãi mà than thở còn bên thất huyền môn thì không có một tiếng động nào vang lên chỉ là một sự im lặng chết chóc nếu như nói cổ thiên long này có sự giúp đỡ của kiếm tiên người của thất huyền môn tất cả đều bị chìm lấp trong sự bàng hoàng tuyệt vọng đấu trí tiêu đi không ít duy chỉ có mình hàn lập nhìn thấy luồng sáng lờ mờ này mà trong lòng lại mừng như điên bởi vì hắn phát hiện kim quang thượng nhân này khẩu quyết và thủ thế sử dụng để điều động luồng sáng lờ mờ này, so với khu vật thuật của mình hoàn toàn giống nhau, mặc dù không biết luồng sáng lờ mờ nó có phải là phi kiếm hay không, nhưng khu vật thuật dùng để điều khiển vật ấy, tuyệt đối là không sai. Hôm nay, trong đầu Hàn Lập đều là có ý muốn giết người đoạt bảo, xem ra sự hứng thú của hắn đối với người tu tiên, đúng là càng lúc càng lớn. chương 91, Thưởng Bảo, trong lúc chu nho đang đắc ý dương dương, thì Hàn Lập trong lòng đã có kế hoạch. Bên phía thất huyền môn phi thân nhảy ra hai người, bọn họ sau khi nhảy ra khỏi đám người, không nói hai lời, nhanh như điện chấp phọt thẳng tới Chu Nho, đúng là hai vị sư thúc còn lại của Vương Tuyệt Sở. Hai người trên mặt đầy vẻ bi thống, hiển nhiên đối với việc hán tử khôi ngô chết, cực kỳ khổ sở. Mà đối với Kim Quang Thượng Nhân càng thống hận không thôi, cũng không để ý tới Chu Nho là kiếm tiền gì đó, một lòng nhất định phải giết chết đối phương, để báo thù huyết hận cho hán tử kia. Vương môn chủ vốn muốn ngăn cản hành vi lỗ mãng của hai người, nhưng sau khi nghĩ lại đằng nào cũng phải đối mặt với yêu pháp của chu nho mà hai vị sư thúc của hắn lại là người duy nhất có thể tạo nên sự uy hiếp thay vì ngăn cản chỉ bằng thừa dịp các sư thúc đang hừng hức khí thế báo thù để cho bọn họ một trận phân thắng bại nghĩ tới đây vương tuyệt sở vốn cất tiếng muốn gọi trở về lại đem tiếng nói đang ở ngang cổ nuốt vào bụng kim quang thượng nhân đã trải qua sự giáo huấn trước đó không lâu lần này cũng không dám coi thường đối phương hắn điều động luồng sáng lờ mờ ngón tay hướng về phía hai người luồng sáng lờ mờ kia liền lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng tới một trong hai người là nho sinh đang xông tới mắt thấy luồng sáng lờ mờ như là phi kiếm bay tới hắn cau mày lại vung tay lên một luồng dây bạc từ trong tay áo phóng ra ngoài nghênh tiếp luồng sáng lờ mờ làm cho luồng sáng lờ mờ kia hơi dừng một chút nhưng lập tức luồng sáng lờ mờ kia vẫn như không có chuyện gì vẫn tiếp tục vào tới xem ra luồng dây bạc nọ không có tác dụng gì người khác không thấy rõ luồng dây bạc là cái gì nhưng Hàn Lập bằng siêu cấp nhãn lực của Trường Xuân Công, lại có thể thấy rất rõ ràng. Vật kia là do hơn chục cây ngân châm hợp lại thành, cũng không biết Nho Sinh dùng thủ đoạn gì, có thể đem ngân châm nhẹ như thế, lại có thể bắn ra một cách mạnh mẽ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú. Nho Sinh thấy dây bạc không có tác dụng, cũng không có kinh hoàng. Hắn co thân thể lại như một cây cung, đột nhiên phóng vào tới, theo chuyển động là từ trong thân thể bắn ra vô số luồng sáng lớn nhỏ được chia làm hai đường một đường hóa thành hóa thành một